Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng xanh nhá. Giá thì sẽ là 20.000 cho một típ như này. Đấy, keo đa năng xanh. Đấy, giá sẽ là 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn. Dính trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt. Một lọ này của nó thì nó sẽ được là 60g nhá, 60g. Lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh này. Keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20k một típ và 50.000 cho 3 típ nhá. Keo đa năng xanh. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh thép nữa vì đã có keo siêu dính Nomon Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh thép nữa, vì đã có keo siêu dính Nomon Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán. Đó, giá thì chỉ có 20.000 cho một típ thôi nhá. Và 50.000 ba típ. Mã tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tam đồng nhá. Các bác lên cho em là hộp tam bằng đồng như này. Đó, hộp tam bằng đồng rất là đẹp luôn. Cái này thì chính thức của nó thì gọi tên là hộp tam đồng thôi. Nhưng mà nó là thuộc dạng là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một hộp tam đồng như này. Đó. Các bác về các bác chỉ cần là cho tam vào đây cho em là xong, cho tam vào đây. Đấy, khi nào dùng thì mình ấn thì nó sẽ đẩy lên. Đấy, bỏ xuống thì nó sẽ là đẩy xuống. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tam đồng nhá, hộp tam đồng. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, 95k cho một hộp tam đồng như này nhá. Hộp tam đồng giá sẽ là 95k một hộp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia sạc qua lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đây sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này. Đấy, một củ một dây như này. Hàng thương hiệu iPhone, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, iPhone. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó thì con này các bác có thể dùng để mình sạc cho chuyên sạc cho điện thoại iPhone. Siêu tiện ích luôn này các bác này. Đấy, cảm ơn đây chưa. Đó, chuyên sạc cho điện thoại iPhone nhá. Đó, hàng của thương hiệu iPhone rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đựng trong một cái hộp rất chất lượng như này. Hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, công suất của nó là 20W. Đấy, đây. Đây các bác này. Đấy. Công suất của nó là 20W nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn mang sông nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn mang sông như này. Đấy, nó lẫn lộn ấy, tách nó ra. Đấy. Hàng made in Japan nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ cần bật này lên là nó sẽ lên đèn sáng này, rất đẹp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp luôn. Lô này về bên shop về cho các bác một cái màu đỏ đậm cực kỳ đẹp luôn. Màu này thì các bác có thể dùng để decor trang trí này, để trên ban thờ các thứ này, đều rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Con đèn mang sông này là 130 à? 120.000 các bác nhá. Đấy, giá đợt này về giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, có công tắc này. Con này thì vừa là đóng ngắt vừa là chiết áp luôn, tăng giảm áp lực nhá. Đấy, đây các bác này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quả pin như này. Pin 18650 nhá. Và kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Rất là tiện ích luôn. Bật lên này. Có điều chỉnh chiết áp sáng tối, dùng để ăn cơm ăn nước, decor trang trí ban thờ, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhá. Đấy, ngoài ban công, ngoài hiên rồi nói chung là để đâu cũng được, rất hợp lý thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 nhá, 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông. Đèn mang sông này. Đèn mang sông, giá của nó sẽ là 120k nhá. Trước đang bán 130 về cho bác giá 120 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
khăn mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt của Hàn Quốc. Cái dòng này thì rất là tiện, các bác thì dùng để mình rửa mặt rồi vệ sinh cũng được hết nhá. Vệ sinh lau chùi bàn ghế bát đĩa đều được hết, thì các bác mua về mình sử dụng đa di năng luôn. Thì mua cả dây này cho em cho nó rẻ. Một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc. Đấy, một bịch này là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 một bịch như này, và bán cho 20.000 ba chiếc. Hàng siêu dày dẫn luôn, siêu dày dẫn chắc chắn rất là ngon lành nhá. Và sẽ có cho các bác kích thước là chiều dài sẽ là 50 và chiều rộng là 30. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Và có đủ màu cho các bác luôn. Đó thì hàng của Hàn Quốc như này rất là chất lượng nhá. Đó. 20.000 ba chiếc. Giá bên shop bán cho các bác sẽ là 20k trên bằng 3 cái nhá. Và 60k trên 10 cái. 60k là bằng một bịch như này là 10 cái nhá. Đấy, một bịch này 10 cái luôn. Giá sẽ là 60.000 cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bông lúa vàng nhé. Các bác lên cho em là bông lúa vàng. Đấy thì một bó như này bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6, 8, 10 à. 2, 4, 6, 8, 10. Một bó này sẽ là 10 cành nhá. Lên cho em là bó lúa vàng. Một bó này là 10 cành. Giá thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một bó lúa vàng như này. Đó. Đây thì ở đây nó sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10. Rất là đẹp luôn. Màu thì màu vàng như này. Và các bác có thể là cắm vào thành bó này, hoặc là các bác có thể là cắm giải ra thành hàng được. Tại vì mỗi cái dây này của nó thì nó sẽ khoảng cách là khoảng 2-30 phân gì đấy. Thì nó sẽ có cái dây giãn như này. Thì các bác có thể cắm tách ra hoặc là cắm thành một bó để trên ban thờ này. Phòng ban thờ rồi trang trí decor cũng rất là đẹp luôn. Đó, sân vườn, trang trí sân vườn, ban thờ, ban thần tài nhá. Lên cho em là bông lúa vàng, giá sẽ là 140.000 cho một bó như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khò gà trắng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khò gà như này các bác này. Đấy, lên cho em là khò gà trắng. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 50.000 à. 50.000 cho một con khò gà trắng như này nhá. Giá sẽ là 50k. Con này thì các bác dùng để mình khò gà rồi mình làm công nghiệp, hoặc là thui chân giò các thứ thì cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là một cái khò gà như này giá chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Lên cho em là khò gà trắng, giá sẽ là 50k nhá. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Lấy ghim bấm nó vào. Có ghim chưa? Bộ lưỡi kem thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi. 30 chiếc lưỡi nhá. Đấy, 30 chiếc lưỡi như này. Ở đây thì một vỉ này là 3 lưỡi, sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi như này. 30 lưỡi lưỡi kép nhá, gồm 2 lưỡi như này. Đấy, gồm 2 lưỡi kép này. 2 lưỡi kép và một vỉ của nó là 30 nhân với lại 10 là 30 chiếc này. 3 x 10 là 30 này. Một bàn cạo này và một lọ kem như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp em đó là bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60k nhá. Giá cực rẻ luôn. Được 30 lưỡi liền, lại cả bàn cạo các thứ đầy đủ. Mua một lần các bác dùng cho cả năm luôn thôi nhá. Mua một lần dùng kem cả năm luôn. Rất tiện ích, bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày đây. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng giấy có sẵn xà bông rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lấy ra là mình lau thôi. Đây, bóc qua này cho em này. Đó, và nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông thì biết hết rồi nhá. Có sẵn nước và xà bông như này. Đấy, ví dụ như là giày dép các bác này. Đấy, giày dép các bác đang bị bẩn này, các bác lau đi cho em. Đấy, lau đi cho em. Đấy. Cái xà bông nó sẽ thấm vào và nó sẽ sạch luôn nhá. Thì các bác không cần phải dùng qua giặt nữa. Mình giặt thì nó sẽ hỏng giày hỏng dép, nhưng mà mình chỉ cần lau đi nha chị em. Lau đi sau đó thì các bác để là nó khô là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Sáng bóng luôn, nó rất là tiện ích. Đấy. Ví dụ như cái này, các bác lau đi này. Đấy, lau đi là nó sẽ hết luôn nhá. Lau đi nó sẽ hết luôn. Đây nó tẩy cái mực ra này các bác này. Đấy, lau đi, các bác cứ lau đi là nó sẽ hết luôn.
đấy, nó tẩy cái mực ra như này. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày nhá, giấy lau giày. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này, 20.000 bịch như này, và mua thì sẽ là 50.000 ba bịch nhá, 20k trên bịch như này và 50k trên ba bịch nhá, 50.000 trên ba. Đó. Được, ok. Chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến không nhận hàng các bác nhá. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa. Rồi, ok. Trang số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em là sen inox nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi sen inox như này. Đấy, một vòi sen inox cực kỳ chất lượng như này các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vòi sen inox này, một bộ dây và một giá đỡ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một dây, một giá đỡ như này, về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Dây này thì nó sẽ là dòng dây dài tầm khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá. Từ 1m2 đến 1m5. Dòng giếc đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ cần là bắt vào này cho em là xong này. Đấy. Các bác kết nối vào đây cho em là xong. Đó. Thì các bác sẽ có một cái bộ sen 8 bằng inox chất lượng của Nhật luôn. Đây các bác này. Osaka Japan này. Đó. Đây. Dây rất là dài luôn và dây siêu mềm luôn. Đó. Và có cả giá đỡ cho các bác luôn nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng có cái giá đỡ nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác cả giá đỡ này, có cả giá đỡ cả ốc vít luôn, giá đỡ đây. Đấy, có giá đỡ, có ốc vít đầy đủ cho các bác. Riêng dòng này thì nó sẽ có giá đỡ như này để về các bác sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là sen inox nhá. Đấy, sen inox này. Sen inox giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100k cho một con sen inox như này. Tiếp theo thì 110 à? 110.000 nhá, xin lỗi các bác. Đấy, 110.000. 110.000 cho con sen inox như này, 110k nhá. Đấy. 110k cho một cái bộ sen inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Sản phẩm thì cũng bao gồm cho các bác là một dây, một vòi xịt, một giá đỡ. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn và có ốc tiếc các thứ đầy đủ cho các bác. Đây. Giá đỡ rất là xịn như này. Hàng inox 304 nhá. Có dây hết cho các bác luôn. Đấy, có dây, có đầu vòi xịt như này. Cơ chế xịt tự ngắt nhá. Đấy, cơ chế xịt tự ngắt này. Xoáy vào cho em này. Đó, và có giá đỡ như này nhá. Các bác có thể lắp nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là để ở khu vực mình có thể xịt rửa tưới cây này, cực kỳ là tiện dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt vệ sinh nhá, xịt vệ sinh. Thì một cái bộ xịt vệ sinh như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 100k thôi. 100k, chọn bộ bao gồm cả dây, cả đầu vòi xịt như này, về nhà các bác chỉ việc là sử dụng thôi. Đã có giòn giếc các thứ đầy đủ cho các bác rồi. Nó rất là ok luôn. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Hàng về theo lô nhá. Có giá đỡ, giá điếc hẳn hoi cho các bác luôn. Kèm thêm cho các bác ốc vít, ốc viếc đàng hoàng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, của thương hiệu Osaka Japan các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan nhá. Nó rất tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này, xịt vệ sinh, xịt vệ sinh. Giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Cái sen này thì nó sẽ là có cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt như này con này, có cánh quạt này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá. Đóng ngắt trực tiếp trên cây và có tăng giảm luôn. Tăng giảm đóng ngắt trên tay như này. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để mình tắm này. Tắm này rồi gội này, rồi massage rất là tốt luôn. Và có cho các bác là cả sen cả dây như này nhá, cả sen cả dây như này. Combo cho các bác cả sen quạt cả dây như này. Và có một cái đầu lọc như này giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ việc kết nối vào đầu cái nguồn nước đã có sẵn nhà mình là mình sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt, sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt tăng áp, không có giá đỡ nhá, con này thì không có giá đỡ đâu, không giá đỡ này, không giá đỡ nhá. Đó, đây thì em là sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt này, sen cánh quạt tăng áp, giá sẽ là 100 cành tròn nhá, 100k cho con sen cánh quạt tăng áp như này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn.
sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đồng hồ của nhá. Các bác lên mã giúp cho em, đó là con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led để bàn như này nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 15 cm, và chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm gì đấy các bác nhá. Nó sẽ là đồng hồ led để bàn như này. Các bác có thể cắm trực tiếp như này, hoặc về nhà các bác có thể lắp pin nhá, lắp pin hoặc là cắm trực tiếp đều được. Đấy, hoặc cắm trực tiếp như này thì về nhà các bác cắm ở cái cổng USB nhà mình là nó sẽ lên giờ thôi. Đấy, nó sẽ là nảy số điện tử nhá. Nảy số điện tử đúng như trên hình như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình như này. Số to rõ. Các bác vừa làm đèn ngủ, vừa để làm đồng hồ được luôn, để xem giờ rất là tiện. Đồng hồ cập nhật nhiệt độ, độ ẩm, rồi có cả cho các bác chức năng hẹn giờ luôn nhá. Đồng hồ nhiệt độ, độ ẩm, hẹn giờ. Đấy, và rất nhiều chức năng nhá. Giá thì các bác lên cho em là đồng hồ led, giá sẽ là 140k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ này, đồng hồ led, giá của nó sẽ là 140k. 140.000 cho con đồng hồ led này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, thì khi mà muỗi nó bay vào đây thì nó sẽ bị chập bởi cái lưới này. Đấy, chập bởi cái lưới này. Các bác bật công tắc lên. Đấy, con này là sẽ là 120.000 nhá. Mẫu này là mẫu to. Bên shop bán thì nó có cả mẫu bé. Mẫu bé thì nó sẽ rẻ hơn một chút các bác nhá. Đấy, đây. Thì khi mà con muỗi nó bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, muỗi bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, nó sẽ bị chập điện nhá. Thành tách các bác này. Đấy, chập điện nó nổ thành tách này các bác này. Đấy đây. Em nó dí vào nó thành tách các bác này. Đấy. Thì cái loại này sẽ là 120.000 nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái ánh đèn hồng ngoại như này, vừa là làm đèn ngủ vừa là thu hút muỗi luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên xem đó là đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to giá sẽ là 120.000. Loại nhỏ thì chỉ có cho các bác là 100 thôi. Còn loại này là loại to là 120.000 nhá. Đấy, đây, dùng để bắt muỗi rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn tiện dụng. Đấy, lên xem là đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen giá sẽ là 120k một chiếc nhá. Chuyên tiêu diệt muỗi này ở các ngóc ngách luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái thước rút các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Nó sẽ có hai màu, màu vàng, màu bạc như này. Con này thì cái size của nó là dòng là 6mm, chiều ngang là 6mm và chiều dài là 2m. Con này thì nó sẽ là một cái dòng thước đặc biệt, có thể quấn vào như này được này. Con này các bác có thể quấn tròn vào như này được, rất là tiện ích luôn. Đấy, quấn tròn vào như này rất là ngon. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 50k trong con thước của Nhật như này thôi. Lên cho em là thước móc khóa có hai màu vàng và bạc như này. Đấy, thước móc khóa nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Thì để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình hoặc là làm thợ làm nghề rất là tiện luôn. Lên mã giúp em đó là thước móc khóa, giá của nó sẽ là thước móc khóa này, thước móc khóa giá của nó sẽ là 50 cành nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc, tùy theo nhu cầu của bác lấy màu nào thì báo em, không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá, giá của nó sẽ là 50.000 cho một con thước móc khóa như này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop đưa cho anh cái bình về cho các bác cái sản phẩm, đó là một cái mẫu bình đựng nước 2 lít nhá. Con này thì để đựng nước lọc thôi, đựng nước lọc, nước lạnh thôi. Cái giá của nó thì chỉ có 80 cành thôi. Cho nên là các bác về các bác đựng nước lọc, nước lọc, nước lạnh. Nước nóng thì cũng đựng được thôi, nhưng nó sẽ không có tính năng giữ nhiệt nhá. Nôm na nó là như thế. Nó sẽ là bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ đẹp, dày dẫn chắc chắn, nhưng mà con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt. Cho nên các bác dùng để đựng nước lọc mình uống hoặc là đựng các cái loại nước uống là ok. Lên cho em là bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k thôi nhá. 80.000 cho một con bình inox hàng của Nhật sáng bóng đẹp như này. Đấy, về đựng nước lọc cũng được, đựng nước lọc để trên phòng ngủ này, hoặc là những cái không gian nào mà các bác cần để nước lọc trên bàn uống nước các thứ cũng rất là hợp lý thôi. Nó bằng inox, nó sạch sẽ, nó đẹp, nắp nó kín đáo như này, khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Khi nào mình rót thì mình ấn nó ra, không có thì mình lại sập nó vào. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá.
Giá thì dòng của dòng cao su rất chắc chắn, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ nồi các bác nhá. Mũ nồi. Đây các số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom cũng tưng bừng luôn. Đó thì em sẽ đi vào chi tiết luôn. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô mũ nồi nhá. Một con mũ rất là đẹp luôn. Con này thì nó rất là tiện ích, các bác có thể đội mùa đông, mùa hè đều được hết nhá. Đấy. Mùa hè thì các bác đội thì các bác đội bình thường này cho em, còn mùa đông thì các bác thả cho em cái phần bịt tai này xuống này. Vừa ấm áp vừa là giữ khỏi bị cảm lạnh này, rồi các bác khỏi bị ồn này. Đấy, nó che tai rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là mũ nồi nhá. Chất liệu của nó thì bằng da rất là mềm luôn. Bao nhiêu nhỉ? 100. Các bác lên cho em là mũ nồi, giá sẽ là 100.000. Đây em sẽ đội thực tế cho các bác xem luôn cho nó sinh động trực quan. Đấy, chào các bác nhá. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó. Đây. Đây các bác này. Đấy. Thì nó sẽ có hai kiểu đội, một kiểu đội là mùa đông thì che đi như này cho nó ấm, hoặc lúc nào rét, gió rét thì các bác che đi, còn lúc nào hết gió thì các bác lại cho cái này lên cho em. Mình đội như một cái mũ bình thường. Đó, rất đẹp các bác theo. Đây, rất đẹp và rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Giá rất là tốt luôn. Đây em đội các bác xem này. Đấy các bác quan sát chưa? Em đội nó cũng khá là ôm đầu và đẹp luôn. Đấy, ôm đầu và đẹp luôn. Đó. Thì em cũng đầu tư một con này để em đội cho nó back select các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác này. Đấy, rất chất chơi luôn các bác nhá. Chất chơi con rơi luôn. Đó, rất đẹp luôn các bác này. Đây. Chất liệu của nó thì bằng da nhá, và bên trong của nó thì bằng nhung này, bằng nhung như này. Rất đẹp luôn. Ngoài ra thì các bác có thể thả xuống như này nhá. Thả xuống như này để che tai này. Che tai rất là ấm luôn, thì các bác đi xe đạp, xe máy này, hoặc là mình đi ra ngoài trời thì mình che đi cho em, rất là đẹp luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con mũ nồi này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn, không thể tin nổi luôn. Chỉ có 100.000 cho một con mũ nồi này thôi các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là mũ nồi nhá. Giá sẽ là 100.000. Đó. Cái này thì các bác có thể thả cái khuy này xuống này, hoặc là bấm lên này. Bên trong của nó thì là bằng nhung hết này, bằng nhung rất là đẹp luôn. Đấy, đường trần đường máy cực kỳ là kỹ luôn. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, siêu hạt rẻ luôn, phải nói là giá rất hạt rẻ cho các bác. Giá này thì ai cũng có thể mua được chứ không phải là lăn tăn gì cả nhá. Lên mã giúp cho em là mũ nồi này, mũ nồi. Giá của nó sẽ là 100 cành cho con mũ nồi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nike nhá. Một vỉ này sẽ bao gồm là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một vỉ 5 đôi như này. 80.000 các bác nhá. Đấy. 80.000 cho một vỉ 5 đôi như này các bác này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Tất thì khá là dài và đẹp luôn, khá dài và đẹp như này nhá. Đấy, tất khá dài đẹp. Đấy, màu sắc đẹp, trang nhã lịch sự. Bên shop có hai màu, cầm cho anh cái tất vỉ đây. Đấy, có hai màu, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, màu ghi và màu đen như này. Đấy, hai màu luôn. Màu ghi và màu đen như này, và cái giá thì chỉ có 80.000 thôi. Đấy, hàng thì siêu dai luôn, trên cổ là có chun nhá. Hàng co giãn 4 chiều luôn, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt và chống hôi chân. Hàng của thương hiệu Nike nhá, của thương hiệu Nike. Giá thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 cho một hộp như này, bao gồm là sẽ bao gồm cho các bác là đi 5 đôi nhá, 5 đôi. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất hộp nhá, tất hộp này. Tất hộp thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 85.000. Đấy, tất hộp 85.000 có màu đen màu ghi, các bác lấy màu nào lấy, bên em bán nguyên hộp. Tiếp theo thì sẽ là cái dòng tất vỉ này. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm cho anh em các bác là 10 đôi nhá. Một vỉ này thì sẽ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 10 đôi tất như này. Hàng của thương hiệu Nike, cái này thì nó sẽ ngắn cổ hơn một chút, ngắn cổ hơn một chút nhá. Dòng này thì nó sẽ về, nó sẽ có màu trắng và màu đen. Đấy, cũng là co giãn 4 chiều. Đấy, thoáng khí, chống nấm mốc, chống hôi chân nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái tất vỉ như này, thì giá sẽ là 85.000 nhá. 85.000 cho một vỉ. Một vỉ này bao gồm cho các bác là 10 đôi. Đấy. Thì các bác lên cho em là tất vỉ 10 nhá. Đấy, tất vỉ 10. Có màu đen và màu trắng nhá. Màu đen và màu trắng này. Giá thì sẽ là 85.000 nhá. Đấy, 85.000 cho một vỉ bao gồm 10 đôi. Bên em bán theo vỉ, không bán lẻ nhá, không bán lẻ và không không đảo màu nhá. Đấy, ví dụ các bác lấy là nguyên vỉ màu đen hoặc nguyên vỉ màu trắng chứ không bán đảo màu. 85.000, tính ra vào giá chỉ có cho các bác là rất là rẻ thôi. Đấy, rất là rẻ, rồi các bác tự chia nhá.
Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái thước laser này. Thước laser như này. Con này thì nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Anh em các bác làm thợ, làm nghề chiến công trình hoặc là sử dụng sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Có cái tia laser như này. Đấy, và các bác bật lên này. Đấy, bật lên thì nó sẽ là một cái tia laser rất là rọi như này các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất là rọi luôn. Và nó sẽ khi các bác gạt đi thì nó sẽ là tia nằm ngang này. Đấy, tia nằm ngang này, tiếp theo là đến là tia nằm dọc này. Và đẩy lên giữa thì nó sẽ là hai tia góc vuông như này. Để các bác lấy góc vuông nó rất là tiện này. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là ba cái mực thước này, ba cái mực thước như này, kèm thêm cho các bác là một cái thước đo này, thước đo 6 sen này và 15 sen này. Đó, và một con thước rút như nữa, một con thước rút như này. Đó, một con thước rút như này nữa này. Đấy, thước rút rất tiện ích luôn. Đó. Thì con này rất là đa di năng luôn. Và giá thì cực kỳ là hạt rẻ nhá, chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một con thước laser như này, rất rẻ luôn các bạn, rất rẻ luôn. Có lên cho em là thước laser nhá, thước laser. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, lên mã giúp cho em nó là thước laser này. Thước laser, giá sẽ là 90k cho một con thước laser như này nhá. 90.000 cho một em. Đó, giá siêu tốt cho các bác luôn. 90.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo dán giày nhá. 15.000 cho một típ như này. Đấy, cho một típ như này. Nó sẽ là thuộc dạng keo trắng nhá. Keo trắng như này và dòng này của nó sẽ là keo khô chậm nhá, khô chậm, cho nên các bác dán giày cứ để cho em là khoảng là 1 đến 2 ngày là tốt nhất. Đấy, thì cái keo nó sẽ thẩm thấu vào cái phần da và phần vải, nó sẽ giúp cho các bác giữ cho cái phần giày của mình nó rất là tốt. Và ưu điểm của nó là nó không bị giòn. Nếu mà nó bị giòn thì khi các bác dán vào nó sẽ bị gọi là nó sẽ bị nhanh bong ra, nhưng mà cái này là nó là keo mềm cho nên là nó rất là tốt luôn. Keo dán giày. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 15.000 cho một típ keo dán giày này thôi nhá. Đây các bác này. Đó. Chỉ có 15k cho một típ keo dán giày này thôi. Đấy, dán vào rất là ngon luôn. Các bác có thể dán giày, dán dép, dán các cái đồ thủ công cũng đều được nhá. Đấy, đặc biệt là chuyên dùng để cho dán giày. Thì các bác dán xong thì cứ để cho em là 24 giờ là tốt nhất các bác nhá. Đấy, để cho nó thẩm thấu. Chứ nếu các bác dán xong mà mình bỏ ra ngay thì nó cũng không tốt. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 cho một típ này thôi. Giá sẽ là 15k và lấy từ 3 típ thì sẽ là 50.000. 15k cho một típ như này. Mua 3 típ bên em tính cho bác 50.000 cho 3 típ luôn. À, 15.000 cho một típ như này và xin lỗi các bác là 15.000 một típ như này nhá. 15.000 một típ này thôi. Đó, giá này là giá tốt lắm không? Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con các bác lên cho em là lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm thì con này nó sẽ có còi hú như này. Đấy. Khi các bác sử dụng bình thường thì nó sẽ là không kêu, còn các bác đảo chiều đi thì sẽ kêu nhá. Chạm nhẹ thì nó sẽ kêu một tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ ú này. Ui giời, ú hết cả tai các bác. Đấy. Bình thường các bác sử dụng thì các bác dùng cái lẫy bên này cho em, dùng cái lẫy bên này nhá. Đấy, là không muốn khóa nó kêu thì dùng cái lẫy bên này. Còn muốn khóa nó kêu thì các bác đảo chiều đi cho em, đảo chiều đi này. Đấy. Chết cha mày chưa? Trộm chạm vào nhá, chạm vào đi. Úi giời ơi, các bác thấy chưa? Đó. Chạy mất dép luôn các bác nhá, chạy mất dép luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con khóa chống trộm như này thôi. Đấy, hàng chất lượng mà giá hợp lý nhá. Đấy. Đây. Đấy. Các bác thấy chưa? Đó. 80.000 cho một con như này và nó sẽ có cho các bác là giọng chìa rãnh nhá. Chìa rãnh như này thì rất là khó làm giả được. Đây, chìa rãnh như này thì khó làm giả lắm. Và giá thì nói chung là giá này là giá khá hợp lý rồi. Giá này là giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. 80k cho một con khóa chống trộm như này thì các bác nên mua. Thứ nhất là các bác có thể khóa cổng, khóa cửa này, khóa xe đạp, xe máy này, hoặc là các cái tài sản của mình cần phải bảo vệ thì các bác chỉ cần là khóa vào cho em. Đấy, ví dụ như các bác khóa vào cái xe máy của mình hoặc khóa vào cái xe đạp của mình. Đấy, thì khi mà có trộm nó động vào là nó đã kêu rồi nhá. Khóa chống trộm. Lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm. Đấy. Khóa chống trộm có còi hú nhá. Giá sẽ là 80k nhá. Giá siêu hạt rẻ luôn. 80.000 cho một khóa chống trộm có còi hú như này. Rồi, ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đồng hồ thông minh này. Đấy, thì lên mã cho em là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8. Giá thì chỉ có cho bác là 170.000 thôi. Có dây quai cao su như này và có đốc sạc nhá. Về nhà thì các bác lắp cái quai thì các bác lắp vào cái đầu này cho em này. Đấy, lắp cái quai thì các bác lắp vào cái phần thân này cho em này. Đấy, lắp vào đây. Đấy là xong nhá. Đó. Và dòng này của nó thì bên em gửi đến các bác thì đa số nó sẽ là dòng hết pin. Thì về nhà các bác lưu ý là các bác tự sạc pin vào cho em. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về thì 100% nó là hết pin nhá. Về nhà thì các bác
cắm vào cái đặt vào cái đốc sạc này, cắm vào cái củ USB nhà mình đây nhá. Đấy, nó có đốc sạc này các bạn này. Đấy, đốc sạc có 5 châm hít luôn, chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy, và về nhà thì các bác bật lên cho em là mình sử dụng thôi. Con này có tính năng đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi kết nối được cả điện thoại nhá. Nhưng kết nối điện thoại thì em không có giới thiệu ở đây, thì em chỉ giới thiệu qua thôi. Còn là em chỉ bán với cái chức năng là đo nhịp tim, đo huyết áp thôi nhá. Và đồng hồ thông minh nhá, đồng hồ xem giờ. Đó, đây mã giúp cho em là đồng hồ T8, giá là 170k nhá. 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Đồng hồ thông minh T8 rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. 30 đến 35 lưỡi. Và có kèm cho các bác là một lưỡi, một lọ kem và một bàn cạo luôn. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác sử dụng. Và giá thì rất là hạt rẻ và hợp lý, để trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn nhá. Đấy. Đấy, combo thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái hộp, một cái bàn cạo như này này, một cái bàn cạo này, một hộp kem này và 30 lưỡi nhá. Lưỡi của bên em nó là dòng lưỡi kép nhá, lưỡi kép. Đấy. Lưỡi nó là lưỡi kép như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là 30 lưỡi kép như này thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy. Đấy, lưỡi cắp về, lưỡi kép như này về nhà các bác lắp vào cái bàn cạo cho em là xong, là mình cạo thôi. Cạo râu cực kỳ là tốt luôn. 30 lưỡi như này các bác dùng cho em trong vòng là cả năm luôn nhá. Dùng cho em là cả năm luôn. Cứ yên tâm sử dụng trong vòng cả năm luôn, không còn phải lăn tăn gì cả nhá. Đấy, các bác dùng cả năm luôn, rất tiện. Bộ này của nó thì nó sẽ là 30 lưỡi nhá, 30 lưỡi. Dùng cả năm là ok, bao gồm cho các bác là một bàn cạo, một hộp kem và 30 lưỡi luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần. Mà giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy, các bác chả đi đâu. Bây giờ các bác mua một cái bàn cạo thường thôi đã cũng phải mất đi 10 đến 15 nghìn rồi. Thế mà đây các bác mua cả 30 lưỡi, một bàn cạo, một hộp kem, giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 được cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Giá sẽ là 60.000. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp thìa. Đấy, với 5 chiếc, hàng dày dẫn chắc chắn, đẹp, sáng bóng, inox 304. Đấy, 304 thương hiệu Winling của Đức nhá. Winling hay người của Đức. Rất đẹp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang chiên khách hàng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, một cái bộ hộp thìa như này, một hộp thìa như này bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá, 5 chiếc thìa như này mà giá chỉ có 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là hộp thìa Đức nhá, hộp thìa Đức này. Hộp thìa Đức giá sẽ là, hộp thìa Đức này, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một hộp thìa Đức như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt các bác nhá. Đó. Cây sâm thịt này. Đây nó sẽ là một cái dòng một cái dòng mà nó là có các cái đầu kim như này để các bác dùng thì mình chuyên sâm thịt rất là tốt luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây các bác này. Đây. Đấy, thì các bác chuyên dùng thì mình châm thịt rất là tốt luôn nhá, sâm thịt như này. Đấy, sâm thịt như này rất là tốt luôn. Đó thì các bác dùng đồ nướng, đồ chiên mà muốn tẩm ướp gia vị thì các bác sâm như này cho em, đưa cái này vào mình sâm. Đó, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 30 cành cho một cây sâm thịt như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt nhá. Giá sẽ là 30k. Đó, sâm thịt này. Sâm thịt giá sẽ là 30k cho một cây sâm thịt như này nhá. 30.000 cho một cây sâm thịt như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái củ sạc iPhone nhá. Đấy, đây nó sẽ là chỉ có một củ thôi, chứ không có dây đâu. Đấy, đây nó sẽ là một cái củ sạc như này, bao gồm cho các bác là hai chân sạc nhanh của USB và hai chân Type-C. Đó, về nhà thì các bác cắm vào cái dây nhà mình thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000. 80.000 cho một cái bộ như này thì nó sẽ là củ sạc iPhone nhá. Đấy, củ sạc iPhone thì các bác dùng rất là tiện luôn. Lên mã giúp em đó là củ sạc iPhone, giá sẽ là 80k nhá. Hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max này. iPhone 14 Pro Max công suất là 20W. Đó, lên cho em là củ sạc, củ sạc iPhone, giá của nó sẽ là 80k cho một con củ sạc iPhone như này. Giá sẽ là 80.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp. Đấy, dòng này thì chuyên trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, rồi các bác chuyên bị đau xương khớp. Đấy, đau trong xương, đau trong khớp thì bôi cái này cho em. Đấy, rắn, rết, bọ cạp, rồi cóc, rồi thật sặt sùng các bác nhá. Đấy, bôi vào thì rất là dễ chịu luôn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, bôi cái này cho em. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Bao nhiêu nhỉ? 25. Xương khớp bọ cạp nhá, giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đó, xương khớp này. Xương khớp bọ cạp nhá, xương khớp bọ cạp.
giá sẽ là 25k trên một típ như này nhá, 25.000 cho một típ xương khớp bò cạp như này, rất tiện dụng luôn. Ngoài ra thì bên shop có cái dầu nóng của Hàn Quốc có nhá, đây nó cũng là một cái loại dầu siêu nhạy luôn đấy, và rất là nóng. Các bác có thể bôi trực tiếp trên da để mình chuyên trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy này. Đấy, con này thì xương khớp gối này, khớp vai gáy này, rồi đốt sống lưng, đốt sống cổ này, bôi vào rất là đỡ luôn. Đấy, giá thì chỉ có 40 cành thôi, có cả cái phần con lăn như này các này để các bác bôi, rất là tiện ích luôn. Và dầu này của nó thì nó khá là nóng các bác nhá, dầu này của nó rất là nóng luôn, thì các bác bôi nó rất là tốt các bạn. Đấy, nó theo thuộc dạng kem trắng như này và bôi vào thì nó rất là nóng nhá, thì các bác có thể bôi trực tiếp lên các cái phần bị xương khớp, bị đau mỏi thì các bác bôi lên cho em, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k đó. Dầu nóng Hàn Quốc này, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ nhá, 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này, bỏ vào thùng rác đi. Đó là cái nhọ táo khô nhá, táo khô như này. Đấy, táo khô này các bác này. Đấy, một cái bịch táo khô của Nhật như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, táo khô của Nhật nhá. Đấy, rất chất lượng các bác này. Đây. Đấy, táo to đều đẹp luôn. Giá thì sẽ là 100.000 cho một bịch như này, 100.000 cho bịch như này. Bịch này thì khoảng từ 8 lạng đến 1 cân nhá, 8 lạng đến 1 cân. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá, táo khô. Giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một bịch táo khô như này. Đấy, 100.000 cho một bịch táo khô như này các bác nhá. Đấy, giá sẽ là 100k. Đó. À, hạt táo to đều đẹp luôn. Đấy, quả to đều đẹp. Con này thì các bác có thể dùng để mình uống trực tiếp này. Đấy, ngâm nước uống trực tiếp này, hoặc là sắc nước uống trực tiếp này, hoặc là các bác có thể dùng để ngâm rượu này. Ngâm rượu hoặc là các bác hoặc là các bác dùng để mình sắc nước uống này. Không, tắt tắt đi. Đấy, sắc nước uống này, rồi ngâm rượu này, rồi các bác có thể dùng để mình hãm nước chè uống được luôn. Đấy, nó rất là tiện ích. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nho khô các nhá, nho khô. Đấy, vừa rồi là táo, còn bây giờ là nho nhá. Đấy, cái nho khô này thì nó sẽ là của Hàn Quốc nhá, còn cái táo thì của Nhật, còn nho này thì là của Hàn Quốc các bạn. Đó, một bịch này của nó đây. Đấy, rất là đều đẹp luôn. Đây, các bác xem này. Đấy, rất đều đẹp như này các bạn. Đấy, hạt to đều đẹp. Đó, màu là màu tự nhiên nhá, màu tự nhiên. Đấy, màu nho xanh tự nhiên này, màu nho xanh tự nhiên. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, được sản xuất bởi tập đoàn Samsung này. Tập đoàn Samsung là một trong những tập đoàn lớn có thương hiệu rồi các bác nhá. Đó. Và hàng made in Korea của Hàn Quốc nhá. Đấy, nho xanh các bác này. Đấy, 100% là nho tự nhiên của Hàn Quốc này. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 90.000 các bác nhá. 90.000 cho một bịch nho như này thôi. Đấy, lên cho em là nho khô nhá. Nho khô giá của nó sẽ là 90k trên một bịch như này nhá, 90.000 cho bịch nho khô như này. Con này thì nó sẽ là hàng đựng trong hộp như này, thì các bác có thể mua về để mình làm quà Tết cho anh em họ hàng này. Đấy, dùng để đi Tết vừa đẹp vừa lịch sự này, hoặc là dùng để làm quà cho công nhân này. Đấy, làm quà cho công nhân cũng rất là ok luôn nhá. Đấy, các bác cứ này là mình phát cho công nhân thôi, mỗi người một gói quà như này cũng rất là lịch sự luôn. Giá thì chỉ có 90.000, giá cả thì rất là hợp lý nhá. Hàng mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, đầy đủ đảm bảo chất lượng. Đấy, an toàn thực phẩm cho các bác luôn, mà giá chỉ có 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con robot lau nhà này, thì bên shop bán rất là nhiều rồi nhá. Giá thì chỉ có 120.000 cho một con robot lau nhà như này thôi. Cái giá thì phải nói là quá hạt rẻ rồi các bạn. 120.000 cho một con robot lau nhà như này thì không phải bàn nữa rồi. Đấy, không phải bàn về cái giá nữa rồi, còn chất lượng thì cũng khỏi phải bàn luôn. Đấy, thì về nhà các bác tháo cho em cái cản pin này ra này, là bật là nó sẽ chạy thôi. Và tháo cho em cái chân này đây nhá. Đấy, bây giờ em sẽ tháo cho các bác xem này. Đấy, cái hộp này của em là mới tinh nhá, sáng bóng, không có một vết bụi nào nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ test thực địa cho các bác xem luôn, cho máy chạy luôn, và các bác xem trong vòng là mấy giây thôi nó chạy nhá, và sẽ có kết quả ngay các bác nhá. Rất là tiện ích luôn, và cái giá thì khá là hợp lý, chỉ có 120.000 thôi. Đấy, khi cho máy chạy thì các bác nhấp cái này cho em này. Đó, máy chạy các bác này. Thấy bác thấy không? Đó. Máy chạy nha. Rất ok luôn các bác này. Đó. Đấy. Đấy, máy chỉ chạy có, em chỉ để chạy có mấy giây thôi các bác nhá, không cho chạy nhiều. Chạy có mấy giây thôi để cho nó thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Vừa nãy thì sạch trắng bong, mà bây giờ nó đã hút đầy bụi bẩn vào rồi này các bác này. Đấy.
mới có mấy giây thôi mà nó đã hút những cái bụi mịn vào như này, gần như bên ngoài là các bác không thể nhìn thấy luôn đấy, bên ngoài các bác không thể nhìn thấy luôn, nhưng mà bật máy lên cái là nó hút vào luôn. Ở đây nó sẽ có hai con cánh quạt như này đấy, nó sẽ quay này và nó sẽ hút bụi qua cái lỗ này đấy, và nó sẽ hút lên đây nhá. Giá thì chỉ có 120.000 cho một con hút bụi này thôi đấy. Lên cho em là robot lau nhà nhá, robot lau nhà giá sẽ là 120k một con, 120.000 cho một con này. Các bác có thể mua về để mình lau nhà rồi vệ sinh nhà cửa, nó rất là tiện ích nhá, và thực tế luôn chứ không phải là hoa văn gì cả nhá. Đó, giá sẽ là 120k. Lên cho em là robot lau nhà nhá, robot lau nhà, robot lau nhà giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con súng như này. Đấy, một súng này và bốn đầu massage, có kèm một cáp sạc nhá, một súng bốn đầu massage kèm một cáp sạc như này. Đấy, về nhà các bác bật lên cho em sau đó lắp vào này. Đấy, các bác giữ lì này là máy sẽ chạy nhá, giữ lì máy chạy này. Có sẽ có 6 cấp độ rung luôn các bác này. Các theo. Rung rất là mạnh luôn các bác. Dùng rất là mạnh như thế này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình massage này, cổ vai gáy, rồi nói chung là các cái bộ phận đều được hết nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là bốn đầu massage khác nhau luôn. Đấy. Bốn đầu massage, đầu tròn, đầu tày, rồi đầu chữ U như này. Để các bác đưa vào các cái vị trí mình cần đấm bóp massage, rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Đấy, nó hình khẩu súng như này, cho nên là bên em lên nó là súng thư giãn nhá. Đấy. Lên cho em là súng thư giãn. Súng thư giãn, súng thư giãn giá sẽ là 170k, 170.000 cho con súng thư giãn như này. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhé. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji made in Japan các bác này. Đấy, Muji made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên, và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhé. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm, và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy, cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này, thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm, và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này đó. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó, hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu mét 6 và một mẫu mét 8, đều là nhân 2 mét nhá. Mét 6 2 mét và mét 8 2 mét. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm, và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống các nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhé. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhé. Chiếu mây giá sẽ là 180k. Đó, nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m nhân với lại 2m nhé, nhân với 2m, chiều dài là 2m, thì nó là 2m, nó là kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhé, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu.
hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu, đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên đó, dệt từ sợi bông tự nhiên. Và màu này là màu chanel này đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này, một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là một mét, mét sáu, mét sáu hai mét nhá, mét sáu hai mét các bạn, rất là rộng luôn. Đây con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông đắp mùa hè đều được hết đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó đây các bác này, đấy máy trần cực kỳ là kỹ luôn đấy. Và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này nên là dùng rất là đã đó, dùng rất là đã luôn đó. Và có hai màu, màu xanh và màu chanel nhá, hai màu này đều siêu sạch luôn, hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá, trần máy cực kỳ là kỹ luôn. Và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên đấy. Chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi, các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này, đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này, vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá, 40 x 60 các bác này đấy. Và một cái gối ôm nữa, một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá, một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn đấy, combo cho các bác là 5 món luôn, hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá, chăn ga này, chăn ga Nhật này, chăn ga Nhật 5 món, giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop về cho bác một số mã hàng rất mới, đó là mẫu giày da anh em nhá. Chất liệu của nó thì là 100% là da bò tự nhiên. Đó, và sẽ có cho các bác là mẫu giày và mẫu sục, bên em có hai mẫu. Cái này thì nó liên quan đến kích thước của chân, cho nên là các bác xem mình nhớ là mình đi cái kích thước nào, số size bao nhiêu thì báo chính xác giúp cho em để em lên đơn cho các bác cho nó tránh nhầm lẫn nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó thì hôm nay bên shop về cho bác cái mẫu giày, đầu tiên nó sẽ là giày sục nhá. Giày sục thì các bác lên cho em là giày sục này, thì nó sẽ có hai mẫu là sục đặc và sục có lỗ như này. Đấy, sục đặc và sục có lỗ như này thì các bác muốn lấy đặc thì lấy, mà lấy có lỗ thì lấy nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Mẫu này đầu tiên nó sẽ là mẫu có lỗ này. Đấy, nó sẽ là dập lỗ như này nhá. Dập lỗ như này. Chất liệu thì bên em làm nó là 100% là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên và có khâu hết các bác này. Đấy, có khâu hết thế này. Cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Cỡ của nó thì sẽ là từ 38 đến 42, từ 38 đến 42, bác nào vừa chân nào thì lấy mẫu đấy cho em. Từ 38 đến 42 nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là sục lỗ này. Đấy, sục lỗ này. Tiếp theo thì con này nó sẽ là sục đặc này. Đấy. Sục thì bên shop sẽ có hai mẫu cho các bác. Hai mẫu cho các bác, đó là sục lỗ và sục đặc, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Màu sắc kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Cỡ thì sẽ là từ 38 đến 42. Mẫu này thì sẽ dành cho các bác là gọi là các bác muốn nhanh. Đấy, lười lười, nó cũng gọi là giày lười cũng được, hoặc là sục cũng được. Đấy thì em gọi là sục cho nó dễ. Thì các bác lên cho em là sục lỗ và sục đặc nhá. Đấy, giá thì sẽ là thì các bác lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc nhá. Đấy, sục lỗ này. Đó. Sục lỗ hoặc là sục đặc nhá, nó có hai loại. Đó thì giá sẽ là 290.000 nhá. 290k cho một đôi. Đấy, 290.000 cho một đôi. Bác nào muốn lấy lỗ thì lấy, mà lấy đặc thì lấy. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên, hàng cực mềm luôn, bao cho các bác test thoải mái luôn nhá. Test bật lửa đốt thoải mái cho em. Các bác cứ đốt vào giữa này, đừng đốt vào chỉ nhá. Đốt vào giữa này cho em này. Đấy, em bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Đốt test thử thoải mái. Lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc thì bên em sẽ có hai mẫu như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000 cho một đôi sục như này nhá. 290.000 cho một đôi sục như này. Tiếp theo thì bên shop sẽ có cho các bác là mẫu giày đây. Đấy, mẫu giày thì nó cũng có cho các bác là từ size 38 đến size 42. 38 đến 42. Đó, mẫu giày. Đấy, giày này thì nó sẽ là giày nam.
chất liệu là 100% là da bò nhá, 100 là da bò và có khâu hết cho các bác luôn. Đấy, đã khâu trước hết cho các bác như này. Cho nên là các bác yên tâm về mà sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng mới tinh cho các bác luôn nhá. Đấy, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu da của nó thì các bác biết rồi. Đấy, chất liệu da của nó thì nó là bằng da bò tự nhiên. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, đốt tét thoải mái, da bò tự nhiên, siêu mềm cho các bác luôn nhá. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng đây, chất da cực kỳ là mềm. Da mới mà đã mềm như này rồi, các bác chỉ cần đi trong vòng là một tuần thôi là nó mềm nhũn ra luôn. Đấy, rất là chất lượng này. Đấy, đế của nó sẽ là đế cao su nhá, đi cực kỳ là mềm và êm ái này. Đấy, và có khâu hết như này luôn. Đó, và kích thước bên shop đang gửi đến các bác thì nó sẽ là từ 38 đến 42. Đấy, từ 38 đến 42. Đây. Đấy. Và giá sẽ là 390.000 cho một đôi như này thôi. 390.000 các bác nhá. Đấy, 390.000 cho một đôi giày như này. Đôi này nếu mà các bác vào cửa hiệu mà mua thì nó sẽ bán cho các bác khoảng 600-700.000. 600-700.000 cho một đôi giày như này. Nhưng bên shop bán cho bác giá chỉ có 390.000 thôi. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. 390.000 cho một đôi giày như này. Các bác lên cho em là giày nam nhá. Đấy, lên cho em là giày da đi. Giày da. Cái này thì các bác lên cho em là giày da. Giá sẽ là 390.000. Đấy, lên cho em là giày da này. Đấy, giày da nhá. Giá sẽ là 390.000 cho một đôi. 390.000 cho một đôi. Kích thước của nó là từ 38 đến 42. Bác nào đi cỡ chân nào thì lấy đúng cỡ chân chuẩn cỡ cho em, để tránh cái việc là hàng gửi đến không vừa, hoàn đi hoàn về nó mất, rất là mất công các bác nhá. Và gửi đi vận chuyển đi nó hỏng hàng. Cho nên các bác lưu ý đúng kích thước giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày da. Giá của nó sẽ là 390.000 cho một đôi giày da như này. Hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, tuyệt đẹp cho các bác luôn. Đều có khâu vá hết như này thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng đen này. Đấy, mặt của nó thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, mặt tráng gương cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò tự nhiên, và nó có cái màu đen rất là đẹp như này. Và lẫy của nó thì nó sẽ là lẫy trượt nhá, lẫy trượt. Đấy, lẫy trượt như này. Lấy con trượt như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này cho em này, đẩy vào này cho em. Đó, đẩy vào này. Đấy, khóa của nó thì rất là ngon luôn, rất là ngon các bác nhá. Đó. Thì con này rất là đẹp các bác nhá. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền hết nhá, mặt đúc liền, rất đẹp cho các bác luôn, mặt đúc liền như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con thắt lưng da bò như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen, để tránh nhầm với các cái mẫu khác, tại vì bên shop cũng có khá là nhiều mẫu luôn. Đó. Mã này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đen này. Thắt lưng đen, giá của nó sẽ là 160.000 một chiếc nhá. 160.000 cho một chiếc thắt lưng đen như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác cái lô đó là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy. Các cái kiểu mặt thì nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, các cái kiểu mặt thì đều là mặt đúc liền, tráng gương và nó cũng như nhau. Con này thì nó sẽ là hàng con lăn nhá. Hàng con lăn như này đó. Và chất liệu của nó thì nó cũng là da bò tự nhiên. Và cái này của nó thì nó sẽ là da bò nguyên khối nhá. Da bò nguyên khối. Còn cái kia thì nó sẽ là hàng theo kiểu là hàng may như này. Hàng may như này thì mỗi con nó sẽ có những cái kiểu dáng và cái độ đẹp khác nhau nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nguyên khối như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò. Đấy, nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA nhá, made in USA. À, dạng này của nó thì nó sẽ là hàng da bò nguyên miếng nhá. Da bò nguyên miếng như này. Đấy, thắt lưng da bò nguyên miếng như này. Thì con này giá của nó sẽ là 190.000. Các bác lên cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò nguyên miếng. Đó, thắt lưng da bò nguyên miếng. Giá sẽ là 190.000. Còn con này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Giá của nó sẽ là 160.000. 160.000 cho con thắt lưng đen như này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên shop cũng rất là nhiều mẫu mã để gửi tới các bác nhé. Đó. Vâng, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái môi của Đức nhá. Môi của Đức này. Đấy, giá thì chỉ có 70 cành cho một con môi như này thôi. Con này thì chấm hết đầy con rết luôn.
Đó. Thứ nhất là môi khá là dài nhá, thì khi các bác để vào xoong, để vào tô nó không bị chìm môi nhá. Thứ hai là lòng khá là sâu thì múc được nhiều nhá. Và thứ ba là nó là thân dẹt như này. Thân dẹt như này và inox 304 này và thân dẹt như này thì khi các bác rửa thì nó rất là sạch. Rửa vuốt phát này sạch luôn, không bị võm. Thường những cái môi võm thì nó sẽ hay bị đọng thực phẩm, đọng thức ăn và nó sẽ đóng cấn ở đây, nó rất là bẩn. Nhưng mà con này thì rất là sạch luôn. Dùng múc cũng rất là vừa tay, hàng thương hiệu Winling của Đức Hành, người inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho là môi Đức nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k cho con môi Đức này thôi. 70.000 cho con môi Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bình 20 nhá. Con này dung tích là 2 lít cả vỏ. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một con bình 20 như này. Giá khá là rẻ luôn. Đấy. Bên ngoài thì bằng inox sáng bóng đẹp nhá. Inox sáng bóng đẹp. Con này thì các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc này, hoặc là đựng trà, đựng các loại nước uống đều ok hết nhá. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Con này không có chức năng giữ nhiệt đâu. Con này thì chuyên để dùng để mình đựng nước lọc mình uống thôi. Đựng nước lọc, trà hoặc là các cái loại nào mà mình muốn sử dụng để mình uống trực tiếp, hoặc là nước đun sôi để nguội thì các bác cho vào đây chị em, nó rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, có nắp có gioăng như này. Con này thì không có chức năng giữ nhiệt đâu nhá. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước bình thường thôi. Và cái giá thì cũng chỉ có 80 cành thôi, cho nên là các bác mua về để mình đựng nước thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nhà có trẻ nhỏ các bác dùng cái này nó không bị vỡ. Dùng cái đồ thủy tinh thì nó hay bị vỡ. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em là bình 20 nhá. Bình 20 giá sẽ là 80.000. Đó. Lên cho em là bình 20. Bình 20 80k, dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho anh em các bác cái sản phẩm dành cho trẻ em, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đây nó sẽ là một con máy như này. Đó. Và bao gồm cho các bác là một máy này, một dây sạc và một cái bộ thẻ, bao gồm cho các bác là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đó, rất nhiều các cái chủ đề để các bác có thể xem để luyện tập nhá. Đây. Đấy, về nhà thì các bác cho các em nó bật cái nguồn này lên này, bật cái nguồn này lên. Đó. Bật nguồn lên. Chúng mình bắt đầu nào. Đấy, ấn thẻ vào này. Bố. Father. Đấy, có cả tiếng Việt tiếng Anh luôn nhá. Ông nội này. Ông nội. Grandfather. Đấy. Hai mặt luôn nhá, chị gái này, em gái này. Em gái. Sister. Đấy, và rất nhiều ngôn ngữ với rất nhiều chủ đề khác nhau nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đấy, cả tiếng Việt cả tiếng Anh. Thì cho về cho trẻ em nó luyện tập rồi chơi rồi giải trí rất là tốt luôn. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ, giá sẽ là 95k nhá. Máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ, giá sẽ là 95k cho một con máy đọc thẻ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái kẹo chuột nhá. Đấy, nó sẽ là một cái viên kẹo như này. Đấy, hàng nó sẽ là một cái viên kẹo màu hồng như này, thì con chuột nó sẽ bị thu hút bởi cái màu sắc nhá. Thứ nhất là màu sắc. Đấy, nó là một cái màu hồng như này, rất là thu hút luôn. Và cái dòng này của nó thì hàng của Thái Lan nhá, hàng Thái Lan, nguyên đai nguyên kiện như này, hàng của Thái Lan. Đấy, 100% toàn bộ chữ Thái hết nhá. Chữ Thái hết, mã tem, mã cốt, mã vạch đàng hoàng, hàng của Thái Lan đạt tiêu chuẩn. Thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn, bán được rất là nhiều. Con này thì ưu điểm của nó khi mà một con chuột ăn thì nó sẽ kéo cả đàn đến ăn luôn. Một con ăn là kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn cả họ luôn, chết cả gia đình cả họ dòng họ luôn các bác nhá. Đó, thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Và cái giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột, giá sẽ là 30.000, 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba tô nhá. Giá sẽ là 100.000 cho ba cái tô như này. Ba cái tô. Đấy, hàng dày dẫn sáng bóng đẹp và ba chiếc luôn. Đấy. 100.000 cho ba cái tô như này cũng khá là hợp lý. Về nhà các bác có thể đựng cơm, đựng cháo, đựng thực phẩm, đựng thức ăn hoặc các cái đồ nào đều được hết nhé. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 100.000 cho ba cái tô như này. Con to nhất này thì dung tích của nó sẽ là 1.8 lít này, to nhất 1.8 lít này. Con nhỏ này là 1.2 lít và con nhỏ nhất này sẽ là 700 ml các bác nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là bộ ba tô nhá. Bộ ba tô này, bộ ba tô. Giá của nó sẽ là 100 cành nhá. 100.000 cho ba cái tô như này. Hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức nhá. Đấy, Winling hai hình người của Đức. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý nhá, chỉ có 100.000 cho ba cái tô như này thôi. Đấy, dùng thì bền bỉ, chắc chắn và không lo bị vỡ, bị sứt mẻ các nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khò ga con này. Lên mã giúp cho em đó là khò ga đồng nhá. Con này nó sẽ là khò ga đồng và các bác dùng thì mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Đấy, khò ga bằng đồng như này. Đấy, chất liệu của nó 100% là đồng tự nhiên nhá, thì giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đấy, chịu nhiệt cực kỳ là tốt luôn, có điều chỉnh gió này và lắp phù hợp hết các loại bình ga nhỏ to ở Việt Nam mình. Lên cho em là khò ga đồng nhá. Khò ga đồng giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho con khò ga đồng như này thôi. Khò ga đồng giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá.
80.000 cho một con khò ga đồng như này. Con này rất tuyệt vời để các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con sạc dự phòng A nhé. Lên đem là sạc dự phòng A. Đây nó sẽ là một con sạc kèm cả dây như này. Đấy. Hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan này. Đấy, Takasio Made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Dung tích pin của nó là lên tới 20.000 mAh nhé, 20.000 mAh. Đó. Và nó sẽ có 3 cổng sạc như này. 3 cổng sạc như này cho 3 loại điện thoại luôn. Về nhà các bác dùng thì rất là tiện, không cần phải lấy dây dạ lằng ngoằng, và có một cái chân sạc vào như này. Các bác cắm trực tiếp vào chân USB này, hoặc là các bác dùng cái chân sạc này cho em, chân sạc này cho em. Và ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đèn pin rất là sáng nhá. Đấy, một con đèn pin rất là sáng luôn. Thì các bác có thể dùng để ban đêm mình sử dụng rất là tiện nhá. Đó, và rất là nhiều chức năng khác. Đây, cắm sạc thì các bác chỉ cần là nó sẽ có 3 chân luôn, chân Type C, Samsung, Oppo đều cắm được hết nhá. Về nhà các bác chỉ cắm vào cho em là thế này là xong này. Đấy, cắm vào cho em là xong. Rất tiện ích luôn, đây các bác nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Đó, báo pin luôn nhá và sạc tương đối là nhanh luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra, cắm thử điện thoại và thanh toán giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng A nhé, sạc dự phòng A. Giá sẽ là 230.000 cho con sạc dự phòng A như này. Con này thì rất là tiện ích rồi. Sạc dự phòng A 230.000. Ngoài ra thì bên shop còn mấy cái sạc Samsung này nữa này, thanh lý nốt cho bác này. Con này thì 10.000 mAh, thanh lý nốt cho bác. Đang bán bao nhiêu? 180.000 thôi nhá, 180.000. Con này thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng của thương hiệu Samsung như này, 10.000 mAh mà con này chuyên để sạc cho các dòng điện thoại rất là tiện ích luôn này các bạn. Đấy, có báo pin như này, có 3 2 chân USB và 1 chân Type C như này. Đấy, 10.000 mAh, hàng của thương hiệu Samsung nhá. Hàng của Samsung các bác biết rồi. Đó, một thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Con này thì nó sẽ không có kèm dây đâu. Về nhà các bác cắm vào cái dây nhà mình thôi, nó chỉ có kèm một cái dây bé như này thôi nhá. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đấy, em còn mấy con nữa. Hôm nay thanh lý nốt cho các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 150.000, xả lỗ nặng cho các bác luôn. Đấy, còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho các bác cái lô này. Giá sẽ là 100 giá sốc cho các bác luôn, 150.000 luôn. Lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng Samsung nhá. Dự phòng Samsung này, dự phòng Samsung, giá sẽ là 150 cành cho một con như này. Còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho các bác. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhé. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu mét 6 và một mẫu mét 8, đều là nhân 2 mét nhá. Mét 6 2 mét và mét 8 2 mét. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180.000. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000.
Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6 m này và 1,8 m. Nhân với lại 2 m nhá, nhân với 2 m, chiều dài là 2 m. Thì nó là 2 m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu, đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên. Và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này. Một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn. Một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m nhá, 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, cho nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy. Chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông, mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1m nhá. Một gối ôm chiều dài 1m. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop về cho các bác một số mã hàng rất mới, đó là mẫu giày da anh em nhá. Chất liệu của nó thì là 100% là da bò tự nhiên. Đó, và sẽ có cho các bác là mẫu giày và mẫu sục, bên em có hai mẫu. Cái này thì nó liên quan đến kích thước của chân, cho nên là các bác xem mình nhớ là mình đi cái kích thước nào, số size bao nhiêu thì báo chính xác giúp cho em để em lên đơn cho các bác cho nó tránh nhầm lẫn nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó thì hôm nay bên shop về cho các bác cái mẫu giày, đầu tiên nó sẽ là giày sục nhá. Giày sục thì các bác lên cho em là giày sục này, thì nó sẽ có hai mẫu là sục đặc và sục có lỗ như này. Đấy, sục đặc và sục có lỗ như này thì các bác muốn lấy đặc thì lấy, mà lấy có lỗ thì lấy nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Mẫu này đầu tiên nó sẽ là mẫu có lỗ này. Đấy, nó sẽ là dập lỗ như này nhá. Dập lỗ như này. Chất liệu thì bên em làm nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên và có khâu hết các bác này. Đấy, có khâu hết như này. Cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Cỡ của nó thì sẽ là từ 38 đến 42. Từ 38 đến 42 bác nào vừa chân nào thì lấy mẫu đấy cho em. Từ 38 đến 42 nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là sục lỗ này. Đấy, sục lỗ này. Tiếp theo thì con này nó sẽ là sục đặc này. Đấy. Sục thì bên shop sẽ có hai mẫu cho các bác. Hai mẫu cho các bác, đó là sục lỗ và sục đặc, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Màu sắc kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Cỡ thì sẽ là từ 38 đến 42. Mẫu này thì sẽ dành cho các bác là gọi là các bác muốn nhanh, đấy lười, nó cũng gọi là giày lười cũng được, hoặc là sục cũng được. Đấy thì em gọi là sục cho nó dễ. Thì các bác lên cho em là sục lỗ và sục đặc nhá. Đấy, giá thì sẽ là sục lỗ hoặc là sục đặc nhá. Đấy, sục lỗ này. Đó. Sục lỗ hoặc là sục đặc nhá, nó có hai loại. Đó thì giá sẽ là 290.000 nhá. 290k cho một đôi. Đấy, 290.000 cho một đôi. Bác nào muốn lấy lỗ thì lấy, mà lấy đặc thì lấy. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên.
hàng cực mềm luôn, bao cho các bác test thoải mái luôn nhá, test bật lửa đốt thoải mái cho em. Các bác cứ đốt vào giữa này nhá, đừng đốt vào chỉ nhá, đốt vào giữa này cho em này. Đấy, em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, đốt test thử thoải mái. Lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc thì bên em sẽ có hai mẫu như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000 cho một đôi sục như này nhá. 290.000 cho một đôi sục như này. Tiếp theo thì bên shop sẽ có cho các bác là mẫu giày đây. Đấy, mẫu giày thì nó cũng có cho các bác là từ size 38 đến size 42. 38 đến 42. Đó, mẫu giày. Đấy, giày này thì nó sẽ là giày nam. Chất liệu là 100% là da bò nhá, 100% là da bò và có khâu hết cho các bác luôn. Đấy, đã khâu trước hết cho các bác như này. Cho nên là các bác yên tâm về mà sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng mới tinh cho các bác luôn nhá. Đấy, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu da của nó thì các bác biết rồi. Đấy, chất liệu da của nó thì nó là bằng da bò tự nhiên. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, đốt tét thoải mái, da bò tự nhiên, siêu mềm cho các bác luôn nhá. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng đây, chất da cực kỳ là mềm. Da mới mà đã mềm như này rồi, các bác chỉ cần đi trong vòng là một tuần thôi là nó mềm nhũn ra luôn. Đấy, rất là chất lượng này. Đấy, đế của nó sẽ là đế cao su nhá, đi cực kỳ là mềm và êm ái này. Đấy, và có khâu hết như này luôn. Đó, và kích thước bên shop đang gửi đến các bác thì nó sẽ là từ 38 đến 42. Đấy, từ 38 đến 42. Đây. Đấy. Và giá sẽ là 390.000 cho một đôi như này thôi. 390.000 các bác nhá. Đấy, 390.000 cho một đôi giày như này. Đôi này nếu mà các bác vào cửa hiệu mà mua thì nó sẽ bán cho các bác khoảng 600-700.000. 600-700.000 cho một đôi giày như này. Nhưng bên shop bán cho bác giá chỉ có 390.000 thôi. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. 390.000 cho một đôi giày như này. Các bác lên cho em là giày nam nhá. Đấy, lên cho em là giày da đi. Giày da. Cái này thì các bác lên cho em là giày da. Giá sẽ là 390.000. Đấy, lên cho em là giày da này. Đấy, giày da nhá. Giá sẽ là 390.000 cho một đôi. 390.000 cho một đôi. Kích thước của nó là từ 38 đến 42. Bác nào đi cỡ chân nào thì lấy đúng cỡ chân chuẩn cỡ cho em, để tránh cái việc là hàng gửi đến không vừa, hoàn đi hoàn về nó mất, rất là mất công các bác nhá. Và gửi đi vận chuyển đi nó hỏng hàng. Cho nên các bác lưu ý đúng kích thước giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày, giày da. Giá của nó sẽ là 390.000 cho một đôi giày da như này. Hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, tuyệt đẹp cho các bác luôn. Đều có khâu vá hết như này thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng đen này. Đấy, mặt của nó thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, mặt tráng gương cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò tự nhiên, và nó có cái màu đen rất là đẹp như này. Và lẫy của nó thì nó sẽ là lẫy trượt nhá, lẫy trượt. Đấy, lẫy trượt như này. Lấy con trượt như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này cho em này, đẩy vào này cho em. Đó, đẩy vào này. Đấy, khóa của nó thì rất là ngon luôn, rất là ngon các bác nhá. Đó. Thì con này rất là đẹp các bác nhá. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền hết nhá, mặt đúc liền, rất đẹp cho các bác luôn, mặt đúc liền như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con thắt lưng da bò như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen, để tránh nhầm với các cái mẫu khác, tại vì bên shop cũng có khá là nhiều mẫu luôn. Đó. Mã này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đen này. Thắt lưng đen, giá của nó sẽ là 160.000 một chiếc nhá. 160.000 cho một chiếc thắt lưng đen như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác cái lô đó là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy. Các cái kiểu mặt thì nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, các cái kiểu mặt thì đều là mặt đúc liền, tráng gương và nó cũng như nhau. Con này thì nó sẽ là hàng con lăn nhá. Hàng con lăn như này, đó. Và chất liệu của nó thì nó cũng là da bò tự nhiên. Và cái này của nó thì nó sẽ là da bò nguyên khối nhá. Da bò nguyên khối, còn cái kia thì nó sẽ là hàng theo kiểu là hàng may như này. Hàng may như này thì mỗi con nó sẽ có những cái kiểu dáng và cái độ đẹp khác nhau nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nguyên khối như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò. Đấy, nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA nhá, made in USA. À, dạng này của nó thì nó sẽ là hàng da bò nguyên miếng nhá. Da bò nguyên miếng như này. Đấy, thắt lưng da bò nguyên miếng như này. Thì con này giá của nó sẽ là 190.000. Các bác lên cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò nguyên miếng. Đó, thắt lưng da bò nguyên miếng. Giá sẽ là 190.000.
Còn con này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 cho con thắt lưng đen như này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy, bên shop cũng rất là nhiều mẫu mã để gửi tới các bác nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái chai xịt bếp các bác nhá. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt rửa bếp này, cuối năm rồi. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng khi các bác xịt ra thì nó sẽ là một cái dòng bọt như này. Thôi để đổ đi, không phải thử đâu. Một cái dòng bọt như này. Đấy, một cái dòng bọt như này các bác này. Đấy. Và khi đó thì các bác để thì nó sẽ thẩm thấu vào trong các cái phần mà mỡ, các cái phần mà trong không gian bếp nhà mình là nó sẽ tẩy sạch cho các bác luôn. Đó, và giá thì các bác lên cho em là xịt bếp nhá. Xịt bếp giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Xịt bếp giá sẽ là 40.000 cho một bình xịt bếp như này. 40.000 cho một bình xịt bếp như này các bác nhá. Đó. Đây các bác này, đấy, cái bếp nhà mình đang bị bẩn nhá, bị nấm mốc rồi bị mỡ màng nhá. Các bác xịt vào cho em. Sau đó thì các bác chỉ cần là đánh kỳ đi là xong. Đấy, các bác thấy không? Các cái không gian bếp nó sẽ thêm phần sạch sẽ, sáng bóng và đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các bác xịt vào cho em, sau đó thì các bác để là nó sẽ đánh tan và tẩy sạch đi. Đấy, đặc biệt là các cái vết bám dầu mỡ là nó tẩy cực kỳ là tốt luôn. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng tự nhiên cho nên dùng nó rất là tốt nhá. Đấy, giá thì sẽ là 45.000 nhá. Em xin lỗi các bác, em nhầm giá nhá. Giá sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Đó. Lên mã giúp cho em là xịt bếp, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ nhá. Đồng hồ thì đợt này bên shop tiếp tục về cho các bác cái đồng hồ SK này. Đồng hồ SK rất là đẹp luôn. Đấy, con đồng hồ SK này thì giá sẽ là 260.000. Hàng của thương hiệu Orin. Đấy, Orin của Nhật các bác nhá. Của Nhật, rất chất lượng cho các bác luôn. Và tên mã của nó là mã đồng hồ SK. Mặt của nó là mặt đỏ này và có cái xoay giờ chỉnh kiểu như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ SK nhá. Đồng hồ SK. Con này thì giá sẽ là 260.000. Đó, đồng hồ SK này. Đấy, lên cho em là đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 nhá. 260.000 cho con đồng hồ SK như này. Mặt của nó mặt đỏ này và có hai lẫy xoay như này, rất là đẹp các bác nhá. Đó, đồng hồ chạy ok. Đấy, có cả lịch, có cả ngày tháng cho các bác luôn, đầy đủ luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đồng hồ Longines nhá. Đấy, con đồng hồ Longines này. Longines thì là một thương hiệu đồng hồ của Nhật các bác biết rồi. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. 250.000 cho con đồng hồ Longines như này. Đấy. Mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, dây trắng mạ vàng rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Longines của Nhật nhá. Longines của Nhật rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 250.000. 250.000 cho con đồng hồ Longines như này. Và con này thì tất cả đồng hồ của bên em nó đều là đồng hồ chạy bằng pin hết nhá. Đấy, chạy bằng pin hết. Đấy, có đính đá rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ Longines. Giá của nó sẽ là 250.000. 250.000 cho con đồng hồ Longines như này. Tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ Rolex nhá. Rolex thì con này nó sẽ là hàng thương hiệu nổi tiếng rồi. Đấy, đồng hồ mặt vàng và có đính đá vùng quanh này, rất là đẹp này các bác này. Đấy. Mặt vàng đính đá vùng quanh rất là đẹp luôn, kim dạ quang nhá, đồng hồ trôi nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này nhá. Đồng hồ Rolex này. Đấy, có cả lịch luôn nhá, có cả lịch luôn. Hàng thì cũng là hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 300.000 cho con đồng hồ Rolex này thôi. Đấy, lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex này. Rolex giá của nó sẽ là 300.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán giúp cho em. Đó. Đồng hồ thì chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một mã sản phẩm đó là cái con dao nhá. Các bác lên cho mã giúp cho em đó là con dao G49 nhá. Dao G49. Đấy, nó sẽ là một con dao rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con dao G49 như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một con dao vừa để băm, vừa để thái, vừa để chặt được luôn. Đấy, rất là tiện ích nhá. Hàng đa chức năng, băm thái chặt được hết, rất là bén luôn các nhá, rất là bén luôn. Cân nặng của nó thì vào khoảng là 3 đến 4 lạng, 3 đến 4 lạng. Hàng của thương hiệu Wattbo này, thép không gỉ này, Japan này, đấy. Rất bén luôn, em test dọc dưới bóng cho các bác xem này. Đấy. Rất sắc các bác nhá. Đấy, một con dao chặt mà có thể dọc được dưới bóng như này là các bác yên tâm sử dụng rồi. Thì nó sẽ là dòng thép trắng không gỉ, sử dụng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Rất là đầm tay nhá.
Đấy, nó vào khoảng là từ 3 đến 4 lạng. Đây, cán liền như này, dùng để băm chặt thái rất là ok. Băm chặt thái đều được hết nhá. Nó sẽ là dao đa di năng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000, 150k cho cái mã dao G49 như này nhá. Đấy, giá chỉ có 150 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao G49, hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là dao G49 nhá, G49. Giá của nó sẽ là 150k, 150.000 cho con dao G49 như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây sạc iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Thì nó sẽ bao gồm cho bác là một củ và một dây như này nhá, một củ một dây như này. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác thì giá siêu hợp lý luôn, một củ một dây như này và giá chỉ có 60 cành thôi. Đấy, hàng thương hiệu iPhone 14 Pro này, iPhone 14 Pro, giá rất hợp lý các nhá. Đấy, giá rất hợp lý luôn, iPhone 14 Pro này giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh, dây sạc nhanh đó, giá của nó sẽ là 60 cành, 60 cành cho cái dây sạc nhanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái khay úp cốc nhá. Đấy, Tết nhất đến nơi rồi, các bác sắm cho mình và đại gia đình nhà mình một cái khay úp cốc như này. Đấy, để các bác sử dụng để úp cốc chén này, rồi để các bác vệ sinh nó rất là sạch sẽ. Khi lắp thì các bác đẩy cái lẫy này vào cho em này. Đấy, là mình lắp vào. Đấy, nó sẽ lắp vào như này. Thì khi các bác úp những cái cốc cái chén thì nước nó sẽ chảy trong cái đĩa này, và các bác lại tháo ra mình vệ sinh cho em, tháo ra mình rửa ráy vệ sinh rất là tiện ích luôn. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay úp như này, một khay như này rất là đẹp này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái khay như này nhá, 6 cái phần úp như này, 6 phần úp như này. Đấy, và giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là đó là khay úp cốc nhá, giá chỉ có 90.000 thôi. Khay úp cốc giá sẽ là 90 cành. Giá rất hợp lý rồi, các bác chả đi đâu mua được một cái khay đẹp như này. Đấy, hàng mạ vàng 18 carat rất đẹp luôn. Inox mạ vàng các nhá, rất đẹp, rất sáng bóng cho các bác luôn. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Đấy, giá chỉ có cho các bác là 90k cho một khay úp cốc như này, siêu hạt rẻ luôn nhá. Siêu hạt rẻ luôn, 90 cành cho một khay úp cốc như này. Giá rất hợp lý, các bác có thể mua để sử dụng trực tiếp trong gia đình nhà mình hoặc cho biếu tặng làm quà. Đó, rất ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Một bịch này của nó thì bao gồm là 30 chiếc các bác, 30 tờ. Các bác dùng để mình lau giày, vệ sinh giày dép rất là ok và rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k cho một bịch lấy giấy lau giày như này thôi, 20.000. Bác nào mua từ 3 bịch thì bên em tính cho các bác là 3 bịch là bằng 50k nhá, 50k. Ở đây thì cái giấy này nó đã tẩm sẵn các cái loại chất tẩy rồi. Đấy, các bác về mình lau vệ sinh giày dép rất là sạch luôn, giày vải, giày da, các loại giày dép. Hoặc các bác dùng để lau bàn ghế, lau cửa kính rất là sạch luôn nhá. Lau bàn ghế, lau cửa kính rất sạch luôn. Giá thì chỉ có 20.000 một bịch thôi. Và mua từ 3 bịch thì sẽ là 50.000 các bác nhá. Đó, đây các bác này, đấy, lau rất là sạch luôn nhá. Đấy, đấy, lau cả mực sạch được mực luôn các bác này. Đấy, rất sạch luôn nhá. Đó, các bác dùng để mình lau giày thì rất là sạch luôn. Đấy, lau bàn, lau ghế, lau mực mà còn sạch vậy thì các bác lau giày là biết rồi. Đó, đấy các bác này, đấy, những cái đôi giày bị bẩn như thế mà các bác lau phát là sạch luôn nhá, đặc biệt là giày trắng nhá. Đó, các bác theo đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 một bịch thôi, siêu rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái bộ 5 bộ 6 hũ gia vị nhá. Thì hộp này bao gồm cho các bác là 6 hũ tất cả, 6 hũ gia vị như này. Để các bác có thể dùng để sử dụng để mình làm đựng thực phẩm, đựng thức ăn trong gia đình nhà mình rất là tiện luôn. Đấy, hàng thì siêu chất cho các bác luôn. Đấy, lô này về thì nó sẽ là một cái hàng mẫu mới rất là đẹp các bạn, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có sẵn khay này các bác này. Đấy, sẵn khay này này. Hàng thì của Nhật các bác này, của Nhật, của thương hiệu Zimian các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, các cái khay gia vị như này. Các bác chỉ cần mở nắp này, mở nắp mình tra, sau đó thì mình lại đậy nắp vào cho em, rất tiện luôn. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh. Về nhà các bác cho muối, mì chính, hạt nêm, hạt tiêu, hạt điều vào đây. Đấy, các loại hạt các bác cho vào đây, sau đó thì mình tra thì mình nhỏ ra cho em, sau đó thì lại đậy nắp lại. Rất tiện ích này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 hũ này. 1 2 3 4 5 6 hũ gia vị như này, rất đẹp luôn nhá. Đấy, có thể xoay tròn này. Có thể xoay tròn như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn nhá, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. 1 2 3 4 5 6 khay như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy. Đây.
Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất sang Hàn Quốc nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, có thể xoay tròn như này. Đấy, rất đẹp các bác này, rất đẹp như này. Và bao gồm cho các bác là 6 hũ nhá, 6 hũ như này. Đó, 6 hũ như này. Inox rất đẹp này. Đấy, và đây có nắp đậy này, rất tiện ích luôn. Đấy, mở ra cha cha, sau đó thì lại cho vào, rất là tiện luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ 6 hũ gia vị, giá chỉ có 130.000 thôi. Bộ 6 hũ gia vị giá sẽ là 130k. Bộ 6 hũ này. 6 hũ gia vị nhá, 6 hũ gia vị giá sẽ là 130k. 130k cho cái bộ 6 hũ gia vị như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các cái mẫu hàng mới thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, các bác cứ cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cầm cho anh hai cái túi táo vào đây. Không còn viên nào à? Đưa cho anh đi biển nào. Hôm nay thì bên shop về cho các bác mã sản phẩm đó là cái nho khô các bác nhá. Nho khô. Đó. Nho khô của Hàn Quốc này. Hàng thì sản xuất tại Hàn Quốc nhá, được phân phối bởi tập đoàn Samsung này, đấy tập đoàn Samsung và các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Các bác có thể mua về để cho biếu tặng làm quà cũng như là mua về để đi Tết này, vừa sang xị mịn vừa lịch sự này. Đó. Thì hạn sử dụng của nó khá là dài luôn. Và bên shop bán theo một một bịch như này nhá. Một bịch như này thì đây. Nho của nó thì hạt của nó rất là đều nhá, hạt to đều đẹp. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Nho của Hàn Quốc rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một hộp nho khô này thôi. 90.000 cho hộp nho khô này nhá. Hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea luôn các bác nhá. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc luôn. Rất tuyệt vời, rất chất lượng này. Chất nho thì các bác biết rồi. Đấy, khỏi phải bàn luôn. Đây, hạt to đều đẹp. Đấy, không chất bảo quản, không phẩm màu nhá. Giữ nguyên màu nguyên vị các bác nhá, nguyên màu nguyên vị. Ăn thì ngọt và ngọt thanh nhá, và không bị chát nhá, không bị chát các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một bịch nho khô như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là nho khô, giá của nó sẽ là 90k các bác nhá. Nho khô 90.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nho khô này. Nho khô, giá của nó sẽ là 90k trên một hộp như này nhá. 90.000 cho một hộp nho khô như này. Hàng này thì rất tuyệt vời luôn. Đấy, của Hàn Quốc nhá. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đây. Đấy, made in Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất đẹp, lên mã giúp cho em là nho khô. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia nhá. Đấy, một cái dòng điện thoại Nokia, một cái dòng điện thoại một SIM. Đấy, một SIM như này. Con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng thôi. Cái giá thì giá cực kỳ là hạt rẻ và ưu đãi rồi. Chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con điện thoại một SIM như này. Giá sẽ là 150k nhá, bao gồm cho các bác là một pin này. Đấy, một pin này, một củ sạc này và một chiếc điện thoại như này. Về nhà các bác lắp vào cho em. Đó, rất ngon lành nhá. Đấy, bàn phím thì cực kỳ là êm, nổi, rất là ngon lành cho bác luôn. Combo này, hàng của thương hiệu Nokia nhá. Đó, giá chỉ 150.000 thôi. Về nhà các bác chỉ cần là lắp SIM và là mình nghe gọi bình thường thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là điện thoại một SIM nhá. Điện thoại một SIM này, giá của nó sẽ là 150k nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là set thìa đũa nhá. Ở đây thì sẽ là combo cho các bác này, bao gồm cho các bác là 6 cái thìa và 6 đôi đũa. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một cái combo như này. Sẽ bao gồm cho các bác là hàng sẽ là hàng inox 304, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Và cái giá thì sẽ là 80.000 cho 6 cái thìa. Đây, nguyên cái thìa đã chất lượng rồi, dày dẫn chắc chắn này. Dày dẫn chắc chắn vô cùng luôn các bác nhá. Đó, inox 304 này, Su-304, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đó. Và rất là cứng cáp, dày dẫn chắc chắn, cứng cáp, sáng bóng đẹp, rất dễ rửa ráy nhá, và to dày dẫn. Đấy, combo cho các bác này, 6 thìa và 6 đôi đũa. Đây, 6 thìa, 6 đôi đũa như này, đầu đũa có đánh nhám chống dính luôn. Mà cái giá thì thực sự là yêu thương luôn nhá. Đấy, thực sự là yêu thương luôn. Các bác lên cho em là set thìa đũa nhá, set thìa đũa. Đấy, set thìa cộng với lại đũa luôn, thìa cộng đũa nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80k cho một set như này. Các bác chả đi đâu mà mua được combo cho em là 6 cái thìa rồi. Và 6 cái thìa và 6 đôi đũa. Giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng bàn chải của Hàn Quốc.
Bàn chải được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá, sợi than tre hoạt tính như này. Đó. Và con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Đây. Các màu sắc khác nhau cho các bác luôn. Đây, đầy đủ màu mè cho các bác lựa chọn nhá. Được làm từ sợi than tre nhá, cực kỳ là đẹp luôn các bác này, cực kỳ là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là sốc luôn. Đấy, hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 20.000 cho 4 cái luôn nhá, 20.000 cho 4 cái. Bình thường nếu các bác đi ra ngoài mà mua nhá, đấy là cũng phải mất 10 đến 15.000 cho một chiếc bàn chải thường. Mà đây một cái chiếc bàn chải Hàn Quốc như này mà giá thì rất là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác mua 4 cái là bằng 20k này. 10 cái sẽ là bằng 40k. Đấy, 40k và mua cả hộp như này là 30 chiếc là bằng 110.000 nhá. 30 cái. Một hộp này là 30 cái là 110.000. Đấy, một hộp này là 30 chiếc luôn. 30 chiếc là có 110k thôi. 30 chiếc được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy này. Đây nó sẽ là một con cốc như này. Về nhà các bác dùng nó rất là tiện ích. Về các bác dùng có thể để mình pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc linh tinh và linh tinh luôn. Đấy, rất là đa di năng như này. Đấy. Rất là tiện ích nhá. Đấy, về nhà các bác lắp pin cho em. Lắp cho em là hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đó. Lắp cho em cái hai viên pin con thỏ nhỏ vào cái đít này cho em là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Đó, và rất dễ sử dụng. Đấy, lắp pin vào sau đó thì các bác sử dụng như bình thường thôi. Đấy, bật công tắc này lên này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái hạt nam châm từ trường. Đó. Và nó luôn luôn là dính vào đây. Đấy, các bác lấy ra rửa cũng được. Rất là ok. Mình bật thì nó sẽ xoay cái hạt nam châm từ trường này và nó giúp cho các bác ngoáy rất là tốt luôn. Bên trong thì bằng inox sáng bóng này. Đấy. Nắp có giòn nhá, nắp có giòn cao su luôn, rất là chặt. Bên ngoài thì giữ nhiệt rất là tốt luôn. Vừa để pha cà phê, vừa là pha ngũ cốc, pha các loại hạt rồi giữ nhiệt rất là tốt nhá. Lên cho em đó là cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy, dung tích của nó là 380ml cả vỏ luôn. Cốc tự khuấy này, cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k như con cốc tự khuấy như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là gắp nóng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con gắp như này. Thì các bác có thể dùng để mình pha, mình gọi là làm trong nhà bếp. Làm trong nhà bếp thì các bác có thể dùng để mình gọi là chiên, rán, xào, nấu đều được hết. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ như này. Các bác dùng để mình rán bánh này, lật bánh, lật cá, rồi chiên, rồi nói chung là làm các đồ đoàn đều ok hết. Và cái giá thì thực sự là rất là tốt cho các bác luôn. Chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em là gắp nóng nhá. Giá nó sẽ là 30k cho một em gắp nóng như này. 30.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Và có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, có quạt này. Đấy, có quạt này. Đấy, có cả quạt mát cho các bác luôn. Quạt mát này các bác này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn quạt đi cho nó dễ. Đó, tại vì nó có cả cái quạt như này. Thì lên cho em là đèn quạt đi, tại vì đèn bão thì nhiều bác lại nhầm với những cái loại đèn khác. Đó. Và cái đèn này nó sẽ có là một đèn và một quạt, thì lên cho em là đèn quạt nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con đèn quạt như này thôi. Đấy, nó sẽ có là đèn này, đấy, và đầu bên này thì sẽ có một cái quạt mát này. Đấy, một quạt mát luôn. Đấy, đèn kèm quạt luôn. Và con này thì nó sẽ có sẵn pin rồi. Và các bác có thể lắp thêm pin tiểu vào đây. Nếu mà cái pin bình thường nó hết, pin 168 nó hết, thì các bác lắp pin tiểu vào cho em. Đấy. Cái quạt này các bác có thể sử dụng liên tục cho em trong vòng từ 3 đến 6 tiếng nhá. Từ 3 đến 6 tiếng. Quạt rất là mạnh luôn. Đó. Các bác lên tên cho em là đèn bão hoặc là đèn quạt cũng được. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi. 100.000 tròn. Nó có dây sạc sẵn rồi. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em xong. Con này thì siêu tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn quạt nhá. Đèn quạt này. Giá của nó sẽ là 100k. 100k cho con đèn quạt thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi bằng tay này. Đấy, con này thì các bác dùng bằng tay mình tỉa thôi. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ chế hoạt động của nó thì nó sẽ là xoay vòng như này và rất là tiện này. Đây em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đây nhá. Đây ví dụ như cái chổi này em sẽ cắt thử này. Đấy, các bác đưa vào mình cắt như này chưa? Đó, cắt này. Đấy, ở đây nó sẽ đứt ra này. Các bác theo. Đó. Và khi mình đưa vào mũi thì cũng vậy thôi. Các bác cứ đưa vào này là cắt này nó sẽ ra nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi bằng tay. Giá sẽ là 50k. Đó. Tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi bằng tay nhá, giá sẽ là 50k một chiếc như này. 50k trong chiếc tỉa lông mũi bằng tay như này, rất tiện ích luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái
khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc thì bên shop bán theo vỉ nhá, một vỉ này của nó sẽ là 60.000 cho một vỉ 10 cái này. 1 2 3 4 5. Đấy, là 2 dây là 10 chiếc, 10 chiếc là 60.000. Còn bán lẻ thì bên shop sẽ bán cho bác là 20.000 ba cái nhá. 20.000 ba cái, còn một vỉ 10 cái là 60.000. Đây. Các bác này, đó. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 30, một chiều 50. Chất liệu 100% sợi bông tự nhiên, siêu thấm hút nước. Đó. Các bác có thể dùng để mình thứ nhất là rửa mặt này. Đấy, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa này. Đấy, mua một bịch này về mình dùng dần và dùng vào các công việc đều được hết nhá. Đấy, nhà có cỗ có bàn mình đưa ra mình lau tay cũng được, rất là sạch sẽ luôn, rất tiện ích. Ăn cơm ăn nước mình dùng để lau tay, lau mũi cho trẻ em rất là ok. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 cho một bịch như này, bao gồm cho các bác là 10 cái. 60k trên một bịch như này nhá, 60k trên một bịch là 10 cái nhá. Đấy, còn mua lẻ thì sẽ là 20k. 20k thì được bằng 3 cái nhá, 20.000 ba cái. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái ấm pha trà nhá. Ấm pha trà thì lô này về nó sẽ có cho các bác là cả màu đỏ nhá, có cả màu đỏ nữa đấy các bác này. Đấy, màu đỏ cam như này. Đấy, màu cam như này các bác này. Màu cam, màu đỏ cam rất là đẹp luôn. Đó. Lô này về lại là màu đỏ cam nhá. Và giá thì chỉ có 110.000 cho một con ấm pha trà này thôi. Con này dung tích của nó là 1 lít nhá, dung tích của nó là 1 lít và con này giữ nhiệt rất là tốt luôn, giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương luôn. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái lưới lọc như này để các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt hoặc các cái loại đồ uống mình có sơ thì mình cho vào đây chứ, rất là tiện luôn. Đó, sau đó xoay nắp vào. Con này thì nó cũng hơi giữ nhiệt thôi chứ không giữ hẳn là giữ nhiệt đâu. Đấy, nó cũng hơi giữ nhiệt thôi. Đấy, bên trong thì bằng inox sáng bóng này, dưới đít thì có lót cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài thì nó sẽ là sơn tĩnh điện nhá, sơn tĩnh điện. Và con này thì cũng có chức năng giữ nhiệt nhưng mà nó không cao. Đó, và cái giá thì chỉ có 110k thôi. Lên cho em là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ có lô màu đen, lô màu vàng cam như này, đây lô màu cam nhá, 110k cho con ấm pha trà như này. Đó. Giá khá là hợp lý cho các bác. Hello các bác nhá, hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái đồ da của bên em. Đấy, đồ da thì nó sẽ có cho các bác là các loại túi da này, ví da này, rồi thắt lưng da bò này, thắt lưng da cá sấu này và rất là nhiều mã hàng khác nữa để em lên video gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship và một số mã đã có trong chương trình. Nếu đơn mã nào bao ship thì bên em sẽ báo thẳng là bao ship cho các bác luôn. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mũ da bò nhá, mũ da bò. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Gucci. Đó, thì cái này bên shop cũng không có nhiều, chỉ còn có vài cái này thôi. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Giá của nó sẽ là 350.000 cho một cái con mũ da bò như này nhá. Lên mã giúp cho em là mũ da bò, giá sẽ là 350k. Nó sẽ có cho các bác là màu nâu và màu đen như này, hai màu rất là đẹp luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Ý nhá. Đấy, cỡ của nó là cỡ XL, cỡ to luôn. Đây, made in Italia này, hàng của Ý cực kỳ cao cấp luôn nhá. Đó, và xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đấy, Anh, Pháp, rồi Nhật, rồi Hàn Quốc, rất nhiều nước luôn nhá. Và đây thì cái đai này của nó đằng sau này sẽ là đai bằng đồng như này. Và nó sẽ có 3 cữ nhá, 3 cữ. Thì các bác có thể là đeo cữ 1, cữ 2, cữ 3 tùy theo mình có thể thả ra hoặc là nhấn vào, tùy theo nhu cầu và cái khổ của đầu mình nhá. Đấy, con này thì cực kỳ là ôm đầu và đẹp luôn. Đó, chất liệu của nó thì 100% là bằng da bò tự nhiên nhá, bằng da bò tự nhiên. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn nhá, đốt thoải mái luôn. Lên cho em đó là mũ da bò, mũ da bò 350.000 một chiếc nhá. 350.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop sẽ về cho các bác cái thắt lưng da bò. Thắt lưng da bò hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ. Đấy, hàng của Mỹ đây. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò, hàng made in USA này. Đó, made in USA. Đó, hàng của Mỹ, cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên và mặt của nó là mặt tráng gương cực kỳ đẹp nhá, mặt tráng gương cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác là khóa của nó là khóa con lăn như này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là đẩy lên là nó sẽ cài vào cho các bác luôn, rất là chặt nhá. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò tự nhiên, dùng cực kỳ là xịn và cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò, giá của nó sẽ là 190k nhá. Đấy, hàng của Mỹ. Các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò, thắt lưng da bò, giá sẽ là 190k. Đó, 190.000. Ở đây thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu, thì tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá.
Đấy, rất đẹp cho các bác luôn này, rất đẹp. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Và hàng da nguyên miếng cắt trực tiếp này, không qua máy khâu gì cả nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng của Mỹ này, đấy. Hai cái này, chiều dài cũng khác nhau luôn nhá. Made in USA này. Đó, lên cho em là thắt lưng da bò, giá sẽ là 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ví da bò này, 120.000 một chiếc. Đó, hàng này cũng là hàng của Mỹ luôn. Đó, hàng của Mỹ. Đây, made in USA này, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và nó sẽ bao gồm cho các bác là hai ngăn thường và một ngăn khóa nhá, hai ngăn thường, một ngăn khóa. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% là da bò tự nhiên các bác này. Đấy. Và nó sẽ là một cái dòng ví rất là chất luôn. 1 2 3. Các bác sẽ có 3 là 4 ngăn. 4 ngăn để thẻ, để giấy tờ và một ngăn này nữa là 5 nhá. Rất nhiều ngăn cho các bác luôn. Chất liệu 100% là bằng da bò tự nhiên cho nên là dùng rất là mềm và rất là mỏng nhá. Cái ví này nó rất là mỏng thì khi các bác bỏ giấy tờ, bỏ tiền vào là vừa, nó sẽ không bị quá dày. Lên cho em là ví da bò có màu đen và màu nâu. Màu đen đây, màu nâu đây. Đấy, hai màu thì cũng là tương đối là đẹp. Giá thì sẽ là 120.000 cho một cái ví da bò như này. Đó, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái túi da bò nhá. Túi da bò thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái túi đeo hông da bò như này. Đấy, chất liệu 100% da bò tự nhiên, các bác dùng cực kỳ là thích luôn. Hàng của nó da bò cho nên nó rất là mềm này. Đấy, các bác có thể xoắn như này vào bỏ ra nó vẫn da bình thường. Đó, 100% là da bò nhá. Đây, các bác có thể dùng để cào cấu thoải mái luôn. Đấy, hoặc là bật lửa lên đốt cho em thoải mái luôn. Đấy, chất liệu 100% là da bò nhá. Thì con này các bác lên cho em là túi đeo hông nhá. Túi đeo hông, giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là túi hông nhá. Túi hông này, giá sẽ là 130k. Đấy, tiếp theo là bên shop có cho các bác cái mẫu túi chéo này. Đấy đây, một túi hông này thì sẽ có màu xanh và màu xám như này. Màu xanh, màu xám như này nhá. Có hai màu này, túi hông có màu xanh, màu xám này. Tiếp theo là đến cái mẫu túi chéo này. Đấy, túi chéo thì giá sẽ là 140.000. Đấy, túi chéo 140k nhá, 140.000. Và túi vuông thì sẽ là 180k nhá, 180k cho cái túi vuông. Đó, thì đây, túi túi chéo này. Đấy, con này thì các bác dùng để đeo chéo cho em nhá. Đeo chéo cho em, đấy. Nó sẽ là một cái dòng túi như này, có cho các bác là màu xanh và màu màu xanh màu nâu như này, màu xanh màu nâu xám nhá. Đấy, đằng trước nó sẽ có cho các bác là hai ngăn này. Đấy, hai ngăn, một ngăn to nữa là 3 nhá, một ngăn to nữa là 3. Đó, và đằng sau một ngăn nữa là sẽ có cho các bác là 4 ngăn. Ngoài ra thì bên trong của nó thì đấy, nó sẽ là một cái ngăn khá là rộng luôn, khi các bác dở ra nó rất là rộng. Túi rất là vuông và rất là đẹp nhá. Đó, quai đeo chéo như này và có khóa tùy chỉnh bằng đồng nhá, khóa tùy chỉnh bằng đồng như này. Rất tiện ích luôn. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 140.000 cho một con túi chéo như này nhá. Lên cho em là túi chéo 140.000, có cho các bác là hai màu. Đấy, màu xanh và màu nâu xám nhá, màu xanh màu nâu xám. Tiếp theo thì túi vuông. Túi vuông bên em về nó cũng có cho các bác là hai màu, màu xanh màu nâu xám. Và giá thì sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này nhá. 180.000 cho một con túi vuông như này. Có quai đeo nhá, quai đeo đây. Quai của nó này, phần khóa của nó bằng đồng hết nhá. Và có máy da bò tự nhiên này. Đấy, da bò tự nhiên như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đó đây, các bác có thể đeo vào cho em này. Đấy, đeo vào như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đằng trước có hai ngăn này. Đằng trước có hai ngăn. Đằng sau nó sẽ có cho các bác là một ngăn như này, một ngăn to như này. Đó, và một ngăn rộng nữa, một ngăn rộng, một ngăn to ở bên trong là ngăn chính, thì sẽ có cho các bác là hai ngăn phụ, một ngăn thường và một ngăn có khóa nhá. Một ngăn có khóa, đấy, một ngăn có khóa như này. Và vải chống nước cho các bác luôn nhá. Đấy, rất tuyệt vời. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con túi vuông như này. Con túi vuông này thì sẽ có cho các bác là hai màu nhá, hai màu. Nó sẽ có cho các bác là màu nâu và màu xanh nhá, màu nâu và màu xanh như này. Đấy, là con túi vuông. Con này thì kích thước của nó là cao là 25 mà rộng là 20 nhá. Cao 25, rộng 20. Đó. Còn con túi hông này của nó thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn, hai ngăn, ba ngăn. Đấy, bốn ngăn đằng trước và một ngăn to nữa là 5 nhá. Một ngăn to nữa là 5. Cũng khá là nhiều ngăn luôn. Các bác có thể đựng giấy tờ, ví tiền, điện thoại, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đeo trực tiếp vào hông để mình đi chơi, đi du lịch rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thắt lưng dù nhá. Đấy, thắt lưng dù. Thì đây nó sẽ là một cái dòng thắt lưng của hàng của con mũ. Thắt lưng hàng của quân đội của Mỹ nhá. Đây, hàng thương hiệu dép quân đội Mỹ này. Con thắt lưng dù này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k cho một con thắt lưng dù như này nhá. 80.000, hàng thương hiệu dép này, 1961 này. Đấy, công ty này tuổi đời của nó tương đối là lâu đời rồi. Đấy, và chất liệu của nó thì được làm bằng sợi dù như này.
Hàng này thì bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng nó chỉ có gọi là ly thì thôi chứ không bao giờ hỏng nhá. Chất liệu của nó thì hàng phục vụ quân đội thì các bác biết rồi. Cái thiết kế của nó thì cực kỳ là quân đội luôn. Rất là nhanh nhá, chỉ cần sập vào này cho em là xong này. Đấy, thả ra nước nào cũng được, không cần phải khuy khủng, không cần phải xỏ vào lỗ nó mất công nhá. Chỉ cần là nhả ra và đẩy vào như này thì các bác có tuổi rồi mình dùng nó cũng rất là tiện nhá. Đấy, khi các bác đi vệ sinh này thì các bác chỉ cần là nhấc ra như này cho em là kéo ra này. Còn khi các bác đóng vào thì chỉ cần sập này là nó sẽ vào. Đó. Lên cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một em thắt lưng dù như này. Em này thì cũng khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày của mình thôi. Đấy, và giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là thắt lưng dù, giá sẽ là 80k, thắt lưng dù, giá sẽ là 80k nhá. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác cái thắt lưng cá sấu vàng. Cá sấu vàng đây. Đấy, thì nó sẽ là hình con cá sấu vàng như này, cho nên bên shop gọi nó là cá sấu vàng. Con này thì giá sẽ là 80.000 cho một con thắt lưng cá sấu vàng như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn này. Và con này thì của nó cũng là dòng lẫy khóa như này nhá. Lẫy khóa như này rất tiện ích luôn. Các bác chỉ cần đẩy vào này cho em này. Đấy, nghe cái tiếng khóa của nó kêu đã thấy thích rồi. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn nhá. Rất là tiện ích này. Mặt vàng hình cá sấu rất là đẹp này. Mặt vàng cá sấu rất là đẹp như này. Và cái khóa này thì các bác chỉ cần nhấc này là tháo ra được này. Còn thả ra thì các bác cứ này kéo này là nó siết vào bụng nhá, siết vào bụng này. Và nó sẽ sập lẫy khóa như này thì dùng cực kỳ là bền và chắc chắn luôn. Đó, không bao giờ hỏng. Các bác chỉ cần kéo này cho em là sập vào, nghe tiếng khóa kêu đã là thích rồi. Đó, rất là ngon lành cho bác nhá. Đó. Thì các bác nếu mà lấy nguyên cái cá sấu không như này thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000, hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện như này. Giá chỉ có 80k cho một con thắt lưng cá sấu vàng như này thôi. Còn nếu các bác mua cái dòng cao cấp hơn mà nó đựng trong hộp thì cái giá của nó sẽ cao hơn một chút nhá. Đấy, cái con đựng trong hộp như này thì giá của nó sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Con này đựng trong hộp thì nó sẽ cao cấp hơn một chút và nó có cái hộp. Về các bác có thể cho biếu tặng làm quà. Còn nếu các bác mua dùng trực tiếp thì lấy luôn cho em con bên ngoài này. Đấy, chất liệu, kiểu dáng và màu sắc kích thước như nhau, chỉ khác nhau là thêm một cái hộp này thôi. Đấy, nếu các bác lấy con cá sấu hộp này thì giá của nó sẽ là 140.000 nhá. Lên cho em là cá sấu thường. Cá sấu thường thì sẽ là 80k nhá. Đấy, các bác lên cho em là cá sấu thường này. Đó. Cá sấu thường. Cá sấu thường thì sẽ là 80k. 80k cho con cá sấu thường. Còn lên cho em là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp thì giá của nó sẽ là 140k. 140.000 cho con cá sấu hộp nhá. Đấy, cá sấu trong hộp này thì sẽ là 140.000. Đó. Còn con cá sấu thường bên ngoài này thì sẽ là 80.000 thôi. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Dưới 200 thì cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái nắp cống nhựa nhá. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Thì bên shop có hai mẫu nắp bằng nhựa và nắp bằng đồng. Thì em sẽ lên trực tiếp cho xem cầm cho cái nắp đồng này. Con này thì nắp sẽ bằng nhựa nhá, nắp bằng nhựa. Thì về nhà các bác lắp đặt cũng rất là dễ dàng thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì nắp cống nhựa ngăn mùi này giá chỉ có 15k một chiếc thôi nhá. 15k một chiếc. Các bác có thể cho vào thoát sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, hoặc là cho vào các cái dòng như là chậu rửa bát, chậu rửa mặt cũng vừa hết nhá. Chậu rửa bát nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nắp cống nhựa ngăn mùi. Giá sẽ là 15k. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn này. Đấy. Đây các bác này. Đó. Nó sẽ là một con nắp cống như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp xuống cho em là xong. Đấy. Rất là tiện và giúp ngăn mùi rất là tốt và rất là sạch sẽ. Đấy, có cái phần giữ rác này nó cũng rất là tốt luôn. Các bác có thể cho cả vào chậu rửa cũng được. Đây. Test trực tiếp luôn nhá. Đấy. Rất tiện luôn các bác này. Giúp bạn tiết kiệm chi phí. Sản phẩm thay thế các loại nắp inox đắt đỏ kém hiệu quả, giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Bạn đang gặp rắc rối, ống nhà tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc thiếu số cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống, bộ nắp phễu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn, thoát nước dễ dàng, xóa bỏ nỗi lo các cống, bộ nắp phễu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 các bác nhá. Nắp cống đồng ngăn mùi này. Đấy, đây sẽ là con nắp cống đồng ngăn mùi đây. Con này thì nó sẽ là bằng đồng. Đấy, bằng đồng các bác nhá. Bằng đồng đúc, và cái cơ chế hoạt động của nó thì
nó sẽ là khi nước nó xả xuống thì nó sẽ tự mở này, nước xả xuống nó sẽ tự mở như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Còn nắp cống đồng này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Đấy, con này thì nắp bằng đồng. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy. Khi xả thì nước nó sẽ tự chảy này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Cơ chế hoạt động của nó rất đơn giản thôi. Xả thì nó sẽ tự chảy và ngăn mùi rất là tốt nhá. Đấy, giúp cho các bác ngăn mùi rất là tốt luôn. Đậy vào cái là kín mùi luôn. Đấy, tại vì cái cơ chế của nó thì nó sẽ là cái cơ chế là khi xả nước thì nó sẽ mở và không xả thì nó sẽ ngắt. Con này thì sẽ là 50.000, có kèm cho các bác một cái long đen như này. Nếu mà nhà tắm nhà các bác cái vòi mà chậu to thì các bác lắp thêm cái long đen này vào cho em, thì tháo cái giòn ra lắp cái long đen này vào. Còn nếu không nhà tắm mà cái vòi chậu rửa nó vừa thì các bác lắp trực tiếp vào cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho cái nắp cống ngăn mùi bằng đồng này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con đèn các bác nhá. Đấy, nó sẽ là một con đèn đèn đeo đầu wifi như này. Đấy, con này thì rất là sáng các bác nhá, và có điều chỉnh như này, có điều chỉnh này rất là sáng luôn đó, có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này đó. Ngoài ra con này thì nó sẽ có cho các bác là cái mắt cảm biến này, có hai con mắt cảm biến ở đây. Đấy, các bác gạt qua nó sẽ sáng, gạt qua nó tắt, rất tiện luôn đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn wifi như này, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi, giá sẽ là 130k một con, 130.000 cho con đèn wifi như này. Con này thì rất tiện để cho các bác sử dụng, đặc biệt là bác nào làm thợ làm nghề mà chân tay mình không muốn chạm trực tiếp vào đèn, sợ nó bẩn, nó mất vệ sinh, bán cá bán tép hoặc là đi làm bùn đất thì các bác dùng con này cho em rất là tiện. Các bác chỉ cần gạt qua cái nó tắt luôn. Lên cho em là đèn wifi, giá sẽ là 130.000. Đèn wifi giá sẽ là 130k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ bài vàng đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ bài như này. Đấy, cuối năm rồi các bác chơi bài, chơi tú thì dùng cái này cho em. Đấy, bên ngoài của nó thì nó sẽ là hình con thuyền rất là đẹp như này. Đấy, và bên trong của nó thì nó sẽ là màu sắc như này. Dòng này của nó là bài bằng nhựa nhá, bài bằng nhựa các bác. Đấy, bằng nhựa chứ không phải là bằng giấy, cho nên là các bác dùng nó rất là cứng và bền. Đây các bác này. Đấy. Uốn cong thoải mái luôn. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Nó bằng nhựa nhá, nó bằng nhựa này. Dùng nó rất là đã các bác. Đấy, dùng rất là đã luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Rất đã luôn, rất là sướng nhá. Đấy, bằng nhựa này các bác này. Nó là nhựa lá nhá, nhựa lá dùng nó rất là thích. Các bác dùng rồi quấn rồi kẹp các bác này, rất là ok luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Lên mã giúp cho em đó là bài vàng. Giá sẽ là 50.000 cho một bộ bài vàng như này. 50k nha, bình thường các bác mua một cái bộ bài giấy đều cũng đã 20-30.000 rồi. Thế mà một cái bộ bài vàng đẹp như này giá chỉ có 50k thôi. 50 cành cho một bộ bài vàng như này, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ lấy dây tai nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai đa di năng như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái hộp bằng inox như này, và bao gồm cho các bác là đây, đấy, rất nhiều các cái chi tiết này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chi tiết tất cả luôn. Đó, 6 chi tiết tất cả này. Có cả những cái đầu lò xo này để các bác lấy dây tai rất là tiện luôn. Đó. Và đựng trong một cái hộp này các bác có thể treo vào móc khóa này để mình mang đi trực tiếp này, hoặc để ở nhà rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lấy dây tai inox nhá. Lấy dây tai inox giá của nó sẽ là 30k cho một cái bộ lấy dây tai inox như này nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi xoay nhá. Đấy, vòi xoay. Vòi bạc xoay xoay 360 độ. Đây, bằng inox nhá, bằng inox như này, và có thể xoay 360 độ được. Thì các bác về các bác xoáy vào chậu rửa mặt, chậu rửa bát nhà mình dùng để mình điều chỉnh, có nước một vòi và có nước hoa sen nhá, rất đầy đủ các chi tiết như này, về nhà các bác cho vào mình sử dụng nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc xoay 360 độ, giá sẽ là 80k. Vòi bạc này, nó màu bạc mà, nó xoay 360 độ. Xoay 360 độ nhá. Và giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn.
các bạn này. Đầu nối ngoài cánh tay robot xoay 1024 độ, xoay mọi hướng dễ dàng, không những giúp rửa tay đỡ bắn nước ra thành chậu, mà giúp các bác rửa mặt, đánh răng, mội đầu, cọ rửa chậu vô cùng tiện lợi. Đầu vòi được làm bằng đồng rất chắc chắn, bền bỉ, được phủ cờ rung sáng bóng, sang trọng. Đầu vòi được tích hợp cả gen trong và gen ngoài, giúp dễ dàng lắp cho hầu hết mọi loại vòi chậu rửa trên thị trường. Mà không chỉ có chậu rửa mặt, khi nối vào đầu vòi rửa chén bát, vòi nước nhà bạn sẽ lên một tầm cao mới. Với 50 suất đầu tiên cho anh chị nào đặt hàng ngay tại đường đấy, có gen trong gen ngoài cho bác luôn nha, xoáy rất là ngon luôn nha. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cân treo nhá. Cân treo cầm tay như này, các bác có thể mang đi để mình đi du lịch này, cân cá, cân tôm, cân tép này, mua hàng này để mình check lại này, rồi mua đi máy bay thì mình mang đi để mình cân đồ này, nói chung là rất là đa di năng luôn. Các bác lắp cái viên pin vào đây cho em, lắp viên pin vào đây. Đấy, sau đó thì mình lắp vào đây cho em là xong nhá. Đó, lắp vào đây. Đấy, nếu mà các bác lắp pin vào mà bật không lên thì tháo ra đảo cái chiều viên pin lại cho em. Đấy, đảo ngược cái chiều pin lại là ok. Giá thì sẽ là 90.000 cho một cái con cân treo cầm tay như này. Cân treo cầm tay này các bác nhá. Đấy, lên cho em là cân treo cầm tay. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ treo lên như này để các bác có thể cân đồ đạc này, cân các thứ rất là ok luôn. Đó, các bác muốn cân cái gì thì cân. Đó, đây, ví dụ treo lên như này là mình cân thôi, rất là tiện các bác này. Đấy, đây nhá, em cân thử cho các bác xem này. Đấy, 0,10 kg các bác này. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái chế độ cân và cập nhật cả nhiệt độ luôn. Và ưu điểm của nó có đèn LED như này, thì anh em các bác thợ câu cá này đi câu ban đêm ban điếc dùng con này cũng rất là ok. Một con cân treo này rất là ngon. Con này mắc của nó là lên tới là 50 cân nhá, lên tới 50 kg luôn. Đấy, thì cân được 50 cân. Còn về nhà các bác muốn cân bao nhiêu thì cân, mặc định của nhà sản xuất là như thế. Còn về nhà thì các bác có thể cân 10 cân, 20 cân, 30 cân, 40 cân, cân tới 50 cân cũng được, tùy theo. Các bác cứ cân thôi. Đấy. Thoải mái đi các bác nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Đây mã giúp cho em đó là cân treo cầm tay nhá. Đấy. Cân treo cầm tay giá sẽ là 90.000. Rồi, em chào các bác. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng các bác nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu các bác này. Đó, đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhé. Dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Nhớ cộng ship vào nhá, đừng mặc cả nó mệt các bác nhá. Đó. Thì đây là các cái số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ các bác nhá. Đây, em sẽ test cho các bác xem cái con mũ lưới này luôn các bác này. Đây, đấy, đập đi, đập thoải mái đi, đập nhiệt tình đi, đập vô tư đi, đập mạnh tay lên các bác này. Đấy, đập vô tư đi. Anh em thấy không? Đấy, không có hề có một vết rạn nứt gì luôn nhá, một vết xước cũng không có nhá. Đấy, đập đi các bác này. Hai con đập vào nhau này. Đấy, đập mạnh lên nhá. Đập trên không được thì để dưới đất đập nhá. Đập đi anh em ơi. Đập đi anh em ơi. Đập mạnh lên anh em này, đập mạnh lên anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Đấy, rất là ngon lành cho anh em luôn. Một con mũ lưới như này, hàng thì của Mỹ các nhá, US của Mỹ này. Đây, American này, đấy, American. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. American nhá, đập cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đập thoải mái, đập bong tay luôn, không hề vấn đề gì nhá. Có đai cho các bác có thể là thu gọn vào để mình đội nó rất là đẹp nhá. Và có cái phần lưới như này, để các bác chùm lên. Nó gọi là lưới ngụy trang đấy. Thì các bác muốn đeo lưới thì đeo, mà không đeo lưới nữa thì mình bỏ ra, nó cũng rất là tiện ích thôi. Cái lưới này nó sẽ có chun, thì các bác về các bác chùm vào như này cho em. Đấy, chùm như này cho em này. Đấy, thì một con mũ lưới như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 150.000 cho con mũ lưới này thôi. Đấy, về nhà các bác chùm cái lưới này vào cho em. Đó, các bác chùm cái lưới này vào cho em này. Con này thì khá là tiện ích rồi, các bác có thể dùng để mình con này thì các bác về mình đi xe máy tham gia giao thông cũng được, không có vấn đề gì cả. Các bác em thấy nhiều người người ta mua về để đi xe máy tham gia giao thông cũng ok. Cảnh sát giao thông cũng trông thấy thì cũng sợ luôn các bác nhá. Đấy. Trông thấy cũng toát mồ hôi ra luôn. Đấy, đeo vào rất là đẹp con này. Đeo vào nó sẽ là hình lưới như này rất là đẹp luôn. Đó, thì anh em các bác có thể dùng để mình đi tham gia giao thông cũng ok thôi, chả vấn đề gì cả các bác nhá. Đấy. Nếu mà cảnh sát giao thông nó ý kiến thì các bác lôi cái mũ này ra. Đấy, với lấy một cái mũ bảo hiểm đều các bác hai cái đập vào nhau, cái nào vỡ thì ăn tiền nhá. Đấy, tôi đội là thực sự chứ không phải là tôi đội cho nó chống đối nhá. Đấy, cho nên là rất là ok luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lưới nhá. Mũ lưới giá sẽ là 150.000, 150.000 cho con mũ lưới như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ lưới này.
mũ lưới giá sẽ là 150k nhá, 150.000 cho con mũ lưới này, rất ok cho các bác luôn đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm nhá. Thì đầu tiên em lên cho bác cái bơm 1 ti này. Đấy, bơm 1 ti. Con này thì giá shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 cành cho một con bơm 1 ti như này. Con này nó sẽ bơm được là 7 cân nhá, bơm được 7 cân. Và nó rất là nhỏ gọn luôn, các bác có thể để cốp xe này để mình có thể là đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đi du lịch hay là đi đâu cũng được. Đấy, các bác có thể mang theo. Có xe máy thì mình bỏ cốp xe máy để mang theo để tránh cái việc là khi mà mình bị hỏng xe dọc đường hoặc hết hơi thì các bác có thể bơm vào cho em. Thì lên cho em là con này là bơm 1 ti nhá. Đấy, thân xưa khung xương của nó bằng thép cực kỳ dày dặn chắc chắn. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, hàng của thương hiệu Dalisen của Nhật này. Đấy, chuyên để bơm xe đạp, xe máy ok hết nhá. Giá sẽ là 100k. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con bơm hàng của thương hiệu Santalay này. Đấy, Santalay của Nhật. Con này thì nó sẽ là dòng 2 ti cao cấp hơn một chút, 250.000, cũng bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, nó sẽ có thêm cho các bác là đầu bơm phao, bơm bóng rồi bơm các loại bơm luôn các bác nhá. Đấy, con này thì bơm được cả ô tô. Đấy, bơm được cả ô tô nhá. Đấy, bơm được cả ô tô thoải mái luôn. Xe con hoặc là những cái dạng xe tải nhỏ là ok. Dung tích của nó là lên tới 10 kg hơi cho nên các bác bơm thoải mái. Giá thì sẽ là 250.000 cho một con bơm 2 ti như này. Con này thì các bác lên trên là bơm 2 ti, giá sẽ là 250.000. Khung xương của nó thì sơn tĩnh điện cực kỳ dày dặn chắc chắn, bên dưới thì có cao su lót nhá, chống trơn trượt nhá. Đó, và thân bơm này bằng inox này, thân bơm bằng inox này. Đấy, và có đồng hồ, có số đo báo chính xác, bơm cực kỳ khỏe cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 250.000 cho con bơm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nạo 5 món này. Có lên cho em là nạo 5 món nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 món như này. Thì nó sẽ có cho các bác là con này thì vừa làm dao, vừa làm nạo, vừa đánh vảy cá được luôn. Con này thì nó sẽ là nạo hai mặt này. Đấy, con này thì các bác dùng để tạo hình hoa này. Con này thì các bác dùng để gắp bát, gắp đũa này. Và con này thì các bác dùng nó cũng làm con nạo hai mặt. Con này thì nạo ngang và con này nạo dọc. Thì tùy theo các bác thuận tay nào mình dùng cái đấy cho em. Giá thì sẽ là 70k nhá. Lên cho em là nạo 5 món này. Nạo 5 món. Giá của nó sẽ là 70k cho một cái bộ nạo 5 món như này. 70.000 nhá. 70.000 cho 5 món như này. Thì tính ra các bác cũng mua chỉ có mất hơn 10.000 cho một cái phụ kiện như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. Các bác lên cho em là đũa inox. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. 1 2 3 4 5. 5 đôi đũa bằng inox 304. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, inox 304. Sáng bóng đẹp, dày dẫn chắc chắn. Và đây, hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức luôn. Su 304. Đầu đũa thì có đánh nhám chống trơn trượt cực kỳ là tốt nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000. 55k cho một vỉ đũa của thương hiệu Winling của Đức như này nhá. Đấy, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 55k thôi. Các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox giá sẽ là 55.000. Đũa inox này. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k cho một vỉ 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác rồi. Sản phẩm đó là cái đũa sứ nhá. Cái đũa sứ này thì một vỉ của nó sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5 đôi. Cũng là một vỉ 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đũa sứ này là bao nhiêu nhỉ? 60k nhá. Các bác lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ nhá. Đũa sứ giá sẽ là 60k cho một vỉ 5 đôi. Đấy, cái này thì khỏi phải bàn rồi. Độ sạch, độ đẹp của nó thì khỏi phải bàn rồi. Con này thì chỉ có lưu ý các bác là khi sử dụng thì mình tránh va chạm mạnh để nó khỏi bị gãy thôi. Đấy, thì bằng sứ nó hơi giòn một chút nhưng mà dùng thì rất là tuyệt vời các bạn. Ưu điểm của nó là sạch này, kháng khuẩn này, nhanh khô này. Đấy, không sợ nấm mốc này, rất tuyệt vời luôn. Nhà mà các bác sử dụng mà giữ gìn được thì dùng con này nó rất là tuyệt vời. Nên dùng cái đũa sứ này, sạch sẽ, tiện dụng và an toàn. Đấy, bát thì mình ăn bát sứ thì mình biết rồi. Và đũa sứ nữa thì là chấm hết luôn nhá. Đó, combo bát đũa luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM này. Hàng của thương hiệu Nokia, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Mới tanh xoanh luôn, chưa qua sử dụng nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là một con điện thoại 2 SIM như này. Giá chỉ có cho các bác là đi 230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. 230k cho một con điện thoại 2 SIM như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác lắp SIM vào, gọi thử và thanh toán giúp cho em. Đấy, bao gồm là một viên pin này. Đấy, một cái dây sạc, củ sạc này và một điện thoại như này. Combo cho các bác 3 món, giá chỉ có 230.000. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Nokia 105 nhá. Lên cho em là điện thoại 2 SIM. Giá sẽ là 230 cành. 230 cành cho một em điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là khi ví da bò nhá. Ví da bò. Con này thì chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên luôn. Hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA nhá. Đó.
và sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này. Màu đen màu nâu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá thì chỉ có 120k thôi. Con này thì về nhà các bác cứ chuẩn bị máy lửa đi nhá. Chuẩn bị máy lửa đốt thoải mái chứ em. Đấy, đừng đốt vào cái chỗ có chỉ là được. Đấy, chỗ chỉ khâu thì mình đừng đốt. Đấy, chỗ giấy bóng này cũng đừng đốt. Cứ đốt trực tiếp vào cái mặt da này cho em này. Đấy, đốt thoải mái đi. Đấy, bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ này, Made in USA này. Đó. Hàng ví da bò của Mỹ, cực kỳ cao cấp và cái giá thì rất hạt rẻ. Các bác lên cho em là ví da bò nhá. Ví da bò, giá sẽ là 120k một chiếc. 120.000 cho một chiếc ví da bò như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao. Các bác lên cho em là dao con này. Dao gọt 2. Gọt 2 à? Các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá, hàng thương hiệu Wattbo cùng với con dao thái lọc đấy. Và giá thì sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con dao gọt 2 như này. Đây, giấy bóng là giấy bóng dai này, giấy bóng dai nhá, kéo dai như này. Đấy mà còn dọc được như này là các bác biết độ dao bén như nào rồi. Con này thì chuyên để gọt hoa quả, cực kỳ là ok luôn. Lên cho em là dao gọt 2 nhá, giá của nó sẽ là 80k. 80.000 cho con dao gọt 2 như này. Đấy, lên cho em là dao gọt 2, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop còn cái con dao con này là cái gì? Bao nhiêu? Con này là các bác lên cho em là dao cai nhá, dao cai, hàng của thương hiệu cai đấy các bác này, hàng thương hiệu cai Made in Japan. Đó thì các bác lên cho em là dao cai nhá. Đó, dao cai. Con này thì chuyên để thái nhá. Đấy, thái hoặc băm nhẹ cũng được, 120k. 120.000 cho một con dao cai như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Có phủ đầu thì đầu dao này có bọc như này nhá, có bọc như này. Đấy, con này các bác chuyên dùng để thái này, thái hoặc là băm nhẹ cũng được, mình nó khá là dày luôn. Băm thịt băm riếc nhẹ nhàng rất là ok. Bản thì khoảng là 5 cm và chiều dài của dao thì khoảng 30 cm, của thương hiệu Kai Made in Japan này. Đó, Made in Japan, hàng của thương hiệu Kai thì các bác biết rồi, rất chất lượng cho các bác nhá. Con này thì giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, dòng thì cũng là dòng siêu bén cho các bác luôn. Đấy, rất là bén, để em thử dọc dây bóng xem sao nhá. Đấy, dọc dây bóng cũng ok luôn các bác này. Đấy, cũng ok luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop còn mấy cái khay dán này nữa các bác này. Lên cho em là khay dán nhá. Con này bên em đang bán là 120.000. Thanh lý nốt cho các bác, đường kính của nó là 20 cm. Con này hôm nay thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là, con này đang bán là 120.000, thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 90.000 nhá. 90.000 cho một con khay dán như này. Đó, thanh lý xả lỗ cho các bác luôn. Lên cho em là khay dán này. Đấy, đường kính là 20 cm. Nó sẽ bao gồm là một cái khay và một cái rổ để các bác hứng mỡ này. Đấy, hứng mỡ xuống dưới nhá. Lên cho em là khay dán nhá, khay dán. Giá của nó sẽ là 90k. Khay dán này, thanh lý nốt cho bác 90k cho một cái con khay dán như này. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn nhá, rất tuyệt vời luôn. Giá chỉ có 90.000 thôi. Bên em là khay dán nhá. Con này bằng inox nhá, bằng inox. Cực kỳ dày luôn. Cái này nó dày lắm, nó giống như cái đĩa cân đi nhưng mà nó rất là dày. Đấy, và giá thì chỉ có 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là kia bật lửa đại ca nhá các bác nhá. Đó, bật lửa đại ca. Đây. Đây sẽ là một con bật lửa đại ca như này. Con này thì chưa có ga đâu, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Giá thì sẽ là 180.000 cho một con bật lửa đại ca như này. Có điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, và có nút khóa này. Đấy, các bác mở như này thì mới bấm được nhá. Giá sẽ là 180.000 cho con bật lửa đại ca như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái, các bác lên cho em là ly rượu nhá, ly rượu này. Đấy, ly rượu đồng này, ly rượu đồng như này. Con này thì nó chỉ bằng hai ngón tay như này thôi, rất nhỏ gọn nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một cái ly rượu đồng như này. Cái này thì các bác dùng để mình đựng rượu cúng này, hoặc là anh em có thể dùng để mình chén chú chén anh cũng ok, hoặc là dùng để làm đồ thờ, đồ trang trí đều được nhá. Giá thì chỉ là 30k. Lên cho em là ly rượu đồng nhá, ly rượu đồng. Giá sẽ là 30k cho một cái ly rượu đồng như này. 30.000 cho một chiếc nhá. Rồi ok. Đây rồi các bác ơi, hôm nay thì shop Phạm Huấn lại tiếp tục về cho các bác một cái mã hàng rất mới nhá. Đó là cái con đèn H các bác nhá. Đèn H thì con này nó sẽ có cho các bác là một cái mã, nó sẽ là một cái mã là 4 màu như này, màu đỏ, màu vàng và hai màu xanh. Đó, màu đỏ, màu vàng và hai màu xanh như này. Đó, và các bác có thể dùng để mình decor trang trí ở phòng trên ban công này, tường nhà, hoặc là trong phòng ngủ khung tranh. Đấy, đều được hết nhá. Các bác muốn để vào đâu thì để. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, decor trang trí cũng rất là đẹp. Và giá thì sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Thì các bác lên cho em là đèn H 4 màu và đèn H màu vàng. Đó, đây con này nó sẽ là con 4 màu các bác này. Con này con 4 màu này. Đấy, còn con này thì nó sẽ là con màu vàng. Khi các bác nhận được thì hàng nó sẽ là hàng không có ổ cắm nhá, không ổ cắm đâu, về nhà các bác đấu vào nguồn điện nhà mình. Và nó có 3 dây thì các bác loại cái dây vàng này đi cho em. Mình sử dụng hai cái dây này thôi. Cái dây vàng này các bác bỏ ra, dây vàng nó sẽ là dây âm thì các bác bỏ ra cho em. Đấy, và cắm điện vào là xong này. Đây.
Đấy, con này thì nó sẽ là nguyên màu vàng không nhá, nguyên màu vàng không. Đây các bạn này. Đấy, con này thì sẽ là nguyên màu vàng không. Các bạn thấy không? Đây, nguyên màu vàng không. Còn có con là con kia là sẽ là bốn màu. Thì các bác lên cho em là đèn H, giá sẽ là 150.000 cho một con đèn H thế này. Đó, 150k nhá, 150k cho cái mã đèn H thế này. Đó. Chất liệu của nó thì con này của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim, dùng nó khá là chắc chắn đấy các bạn. Đấy, bằng hợp kim. Bằng hợp kim nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mà có thể dùng ngoài trời được các bạn, có thể dùng ngoài trời được đấy. Con này có thể dùng ngoài trời được các bác, có thể để cột này, ngoài hiên nhá cũng rất là ok. Thì nó sẽ có cho các bác là một cái dòng là bốn màu nhá, dòng bốn màu. Một dòng là bốn màu và một dòng là sẽ là nguyên màu vàng nhá. Thì các bác lên cho em là đèn H. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn H, giá của nó sẽ là 100 đây. Các bác lên cho em là đèn H nhá. Đấy, lên cho em là đèn H này. Đấy. Đèn H. Đấy, giá của nó sẽ là 150k một chiếc và có là đèn H 4 màu nhá, đèn H 4 màu và đèn H màu vàng nhá, màu vàng. Đó. Lên cho em đèn H 4 màu hoặc H màu vàng, giá sẽ là 150.000. Rồi ok các bác. Hello, vâng lại em Huấn Phạm đây nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó thì bên shop về rất nhiều mẫu LED này. LED rồi đèn lồng các kiểu con đà điểu luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con đà điểu nhá. Con này nói chung thì cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá. Đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn các bác nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi, sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi làm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là đề co trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây nó sẽ có từng cái bộ phận một này và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em. Đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này. Sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy. Sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này, bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá. 10 cái khung như này. Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này, cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần lồng này, đấy cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn, Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó. Thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn, rất rực rỡ các bác nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó, thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này. 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá. Kích thước của nó là 50. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm ở trước hiên nhà mình thì thôi rồi, lượm ơi luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó. Và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này. À, một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là 350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây.
Con này thì các bác lên trên là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí decor ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này. Em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này, xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1 mét nhá. Và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là 1 mét luôn. Đấy, dây sống vào 1 mét và đường kính của là LED pháo hoa cũng là 1 mét. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy. Nháy vào này. Đấy, nháy ra đây. Đấy, nháy vào này. Đấy rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này. Đây các bác này. Đấy, nháy lên nháy xuống rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy. Đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi. Và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được. Nó rất là đẹp các nhá. Có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác này. Và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Đấy. Nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường. Rất là tuyệt vời và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Và nó có rất là nhiều chế độ nhá. Đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn. Rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây, em điều chỉnh cho các bác xem này, rất nhiều chế độ luôn. Đấy, em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này. Đấy, nháy lên, nháy xuống này, nháy ra, nháy vào này. Xoay đảo chiều rồi nháy gần, nháy xa này. Đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó, đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm đó là cái con LED ngọc nhá. Đây. Con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá. Cho xuống nước thoải mái luôn. Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó thì các bác lên cho em là LED ngọc nhá. LED ngọc con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá. 90.000 cho một cái sợi LED ngọc như này, nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá. Đó, trăng lên cây nhức rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu. Và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con LED ngọc như này thôi. Lên cho em là LED ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này rất là đẹp này. Chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con LED 5 mét nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5 mét và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con LED ngọc này thì nó chỉ có chân USB này thôi này. Đấy, con LED ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn. Có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con LED pháo hoa này cũng vậy nhá. LED pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các bác nhá. Đây. Con LED pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con LED 5m này là có nguồn nhá. Có nguồn, LED 5m này là có nguồn các bác này. Con 5m này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau. Các bác có thể trang trí ở tủ này rồi, nói chung là đa vị trí đều được hết.
giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là LED 5m nhá. Con LED 5m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? LED 5m là 80.000 các bác nhá. Đấy, LED 5m là 80.000, còn lại là con LED ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ LED như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mãi hàng nào thì có thể liên hệ nhá.